Audio ngôn tình hôn trộm 55 lần tập 58 tập cuối. Hứa Gia Mộc đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu ra, nháy mắt, cơn buồn ngủ đã không còn. Hai chân của anh hơi nhũn ra, nhìn cả người Tống Tương Tư khóc đến toàn thân run run một lúc lâu, mới miễn cưỡng vững vàng, bước chân đi đến bên cạnh Tống Tương Tư. Ba Tống nằm rất ngay ngắn, hai tay để trên bụng, biểu tình rất bình thản, thoạt nhìn càng giống như đang ngủ, nhắm chặt khóe môi, cơ hồ còn có thể nhìn ra ý cười, như là đang gặp được giấc mộng đẹp. Hứa Gia Mộc vươn tay, nhẹ nhàng đụng tay của ba Tống. Cảm xúc lạnh lẽo, bàn tay anh run run, sau đó mới quay đầu nhìn Tống Tương Tư. Thấy cô khóc đến thương tâm, tim anh như bị dao cắt đau đớn vô cùng. Anh cố hết sức mới đưa tay lên bóp bóp bờ vai của cô, nói một câu an ủi yếu ớt vô lực. Tư Tư, em đừng quá đau buồn. Dường như Tống Tương Tư không nghe thấy lời nói của Hứa Gia Mộc, vẫn một mình chảy nước mắt như cũ. Kỳ thật cô biết, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Hơn nữa, cô cũng biết, bà sống không được lâu. Nhưng cô không nghĩ tới, bà thế mà đột nhiên đi như vậy. Điều này có phần làm cho Tống Tương Tư thật sự khó có thể chấp nhận. Cô còn muốn qua mấy ngày nữa đưa ba về Bắc Kinh, đem tiểu hồng đậu đến cho ông xem, nói cho ông biết rằng ông có một cháu gái. Cô còn muốn ba thấy được tiểu hồng đậu, tâm tình khẳng định sẽ rất tốt, cũng sẽ sống lâu hơn. Rõ ràng trước đây mấy tiếng, ba còn lôi kéo tay cô, cùng cô nói rất nhiều chuyện quá khứ. Tinh thần của ba thoạt nhìn tốt lắm, nói chuyện cũng không chậm chạp như trước, nhưng thế nào mà lại chết? Tống Tương Tư càng khóc càng dữ dội. Hứa Gia Mộc chậm rãi ngồi xuống người xuống, vươn tay kéo Tống Tương Tư vào lòng. Trong chốc lát, vạt áo trước ngực anh đã ướt đẫm. Mấy ngày này, Tống Tương Tư bị chuyện ba Tống mất đi đả kích, đầu óc vẫn luôn đờ đẫn. Mỗi ngày đều canh giữ bên di ảnh của ba Tống, một tấc cũng không rời. Cho nên lễ tang của ba Tống trên căn bản là Hứa Gia Mộc một tay đứng ra xử lý. Vào ngày hạ táng, bạn bè của ba Tống khi còn sống đều tới. Tống Tương Tư có vẻ hơi mất hồn mất vía. Tất cả công tác chiêu đãi đều là Hứa Gia Mộc an bài. Ba Tống được chôn bên cạnh mộ phần của mẹ Tống. Thời điểm quan tài đưa xuống mồ, trên trời liền đổ mưa to. Tống Tương Tư quỳ gối trong bùn đất, khóc đến đứt ruột đứt gan. Hứa Gia Mộc miễn cưỡng cầm dù, quỳ gối bên cạnh cô. Dù đều che hết về phía người Tống Tương Tư, Hứa Gia Mộc bị mưa tạt trở nên ướt sũng. 3 giờ chiều, hết thảy người đến đưa linh cữu lục tục rời đi, trong nhà chỉ còn Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư. Trong 3 ngày này, Tống Tương Tư cơ hồ không ăn cái gì, đã gầy đi không trông thấy. Hứa Gia Mộc vào bếp múc một chén cháo trắng đem tới phòng ngủ. Cô nằm trên giường, đưa lưng về phía anh, cũng không nhúc nhích một chút. Hứa Gia Mộc đặt chén cháo trên bàn, cứng rắn ôm cô từ trên giường lên, cầm chén cháo vừa mới chuẩn bị đút cho Tống Tương Tư lại bị cô đột nhiên vẫy tay đẩy ra. Cháo nóng đổ ra ngoài, rơi xuống tay Hứa Gia Mộc, nóng khiến ngón tay của anh trong nháy mắt đỏ bừng. Vẻ mặt của Tống Tương Tư dừng một chút, cuối cùng vẫn nghiêng đầu, không rên một tiếng. Hứa Gia Mộc cực kỳ dễ tính, không có một chút không vui nào, chỉ cúi người xuống, thu thập đống hỗn độn, đi ra khỏi phòng ngủ. Qua một hồi, lại bưng một chén cháo khác tiến vào. Tống Tương Tư vẫn không ăn, có thể vì Hứa Gia Mộc quấn quá lợi hại. Cô một mạch xuống giường, không nói câu gì, tiêu sái vào phòng ba Tống, khóa trái cửa lại. Hứa Gia Mộc gõ cửa rất lâu mà không khuyên được Tống Tương Tư mở. Anh bắt đầu đi tìm chìa khóa phòng. Đợi tới khi anh tìm được chìa khóa phòng, mở cửa thì thấy cô đang ngồi xổm trên mặt đất, gấp lại từng bộ quần áo của ba Tống. Hứa Gia Mộc nhẹ chân đi đến bên cạnh cô,
cực kỳ yên lặng ngồi xuống cùng cô gấp gấp xếp xếp. Tống Tương Tư nâng mắt nhìn anh một cái, như muốn lên tiếng bảo anh ra, nhưng khi nhìn thấy mu bàn tay anh sưng đỏ thì mím chặt môi, rũ mí mắt xuống, lặng yên không một tiếng động tiếp tục xếp quần áo. Sau cùng, Tống Tương Tư thấy trong tủ quần áo của ba Tống còn có một cái hộp giấy cũ nát rất nặng. Cô tính ôm ra mà nhấc không được, đành nhờ Hứa Gia Mộc ôm ra giúp cô. Mở hộp giấy, bên trong chứa rất nhiều đồ của Tống Tương Tư khi còn đi nhà trẻ cho đến lúc tốt nghiệp cấp 3. Sách giáo khoa đủ loại kiểu dáng, sách bài tập, tranh vẽ, giấy khen. Nhìn những thứ này, nước mắt của cô lại róc rách tuôn rơi. Trên thế giới này, người duy nhất có thể dựa vào cũng là người yêu thương cô nhất đã đi rồi. Từ nay về sau, cô chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Cơm tối, Tống Tương Tư vẫn như cũ không ăn cái gì cả. Cô không ăn, Hứa Gia Mộc cũng không có khẩu vị. Một bàn đồ ăn cuối cùng vẫn còn nguyên, bị Hứa Gia Mộc bọc ni lông cất vào tủ lạnh. Đêm, Tống Tương Tư ngủ trong căn phòng của ba Tống, Hứa Gia Mộc ngủ trong phòng của cô. Lúc sắp 11 giờ, bên ngoài có tiếng sấm rền, mưa xối xả. Hứa Gia Mộc vừa hiu hiu ngủ liền bị đánh thức. Anh nhớ một buổi chiều trước khi ba Tống đi nói với mình, nhìn bề ngoài Tương Tư mạnh mẽ vậy thôi, chứ kỳ thật cô cực kỳ yếu đuối, ban đêm sợ nhất là sấm sét. Hứa Gia Mộc ngồi bật dậy, xốc chăn lên, vội vã xuống giường, vọt vào phòng ngủ của ba Tống, đẩy cửa vào, thấy trên giường trống không, không thấy bóng dáng của Tống Tương Tư đâu. Trong lòng anh cả kinh, ngay lập tức tìm một vòng quanh phòng ngủ, không thấy cô đâu. Anh lấy điện thoại gọi cho cô, kết quả lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô ở đây. Hứa Gia Mộc không kịp thay quần áo, trực tiếp mặc đồ ngủ xông ra ngoài. Mưa rất lớn, vừa mới ra khỏi khu nhà mà quần áo đã ướt đẫm. Hứa Gia Mộc ngồi trên xe, điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là mộ của ba Tống, nhưng lúc lái xe đến đó thì không thấy bóng dáng cô đâu. Hứa Gia Mộc vội vã nhanh chóng lái xe về, vừa định lên lầu xem Tống Tương Tư về nhà chưa thì chợt nghĩ ra cái gì đó, chạy tới rừng bách trong công viên của tiểu thu khu. Mưa vẫn không ngừng rơi, càng lúc càng lớn, làm nhòa đi tầm mắt, ánh đèn đường cũng trở nên mờ nhạt. Anh dùng đèn pin của điện thoại di động đi một vòng quanh rừng bách, cuối cùng cũng tìm thấy cô ngồi xổm ở một góc khuất, chôn đầu lên đầu gối. Từ bộ đồ ngủ đang mặc của cô, Hứa Gia Mộc nhận ra Tống Tương Tư. Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trái tim lơ lửng rốt cục cũng trở về chỗ cũ. Anh bước tới gần cô, gần đến nơi, anh nghe thấy âm thanh nức nở của Tống Tương Tư lẫn trong tiếng mưa rơi và tiếng sấm sét. Trái tim của Hứa Gia Mộc đau đớn nặng nề, bước chân anh ngừng lại một lúc rồi chậm rãi đi tới trước mặt Tống Tương Tư. Cô nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, ánh lên tia kinh ngạc. Sao Hứa Gia Mộc lại có thể tìm thấy cô? Anh không lên tiếng, chỉ vươn tay kéo cô từ mặt đất đứng lên, ôm cô vào lòng, một cái ôm thật sâu, thấp giọng nói, em cứ khóc đi. Nói xong, anh liền ôm Tống Tương Tư chặt hơn. Ở trong lòng anh, khóc đến khi nào chán thì thôi, anh ở đây cùng em. Tống Tương Tư trốn ở đây khóc một mình đã hơn 2 tiếng, sớm đã khóc khô nước mắt. Nhưng khi cô dựa vào lòng Hứa Gia Mộc, nghe được những lời anh nói, hốc mắt của cô lại một lần nữa ướt át. Từng giọt nước mắt như những viên ngọc rơi xuống, rồi như sông tràn bờ đê, làm thế nào nước mắt cũng không ngừng được. Cuối cùng cô khóc nấc lên. Mưa càng rơi càng lớn, tiếng gió rền, tiếng mưa rơi, tiếng giống ầm ĩ của sấm sét, tiếng Tống Tương Tư khóc hòa lẫn truyền vào tai người. Từ đầu đến cuối, Hứa Gia Mộc không nói một câu, cứ như vậy lặng lặng ôm cô. Anh nhớ lại nhiều năm trước khi mẹ anh qua đời, đêm hôm đó cô cũng lặng yên như vậy mà ở bên anh. Một đêm ấy, trái tim anh căn bản vô cùng thống khổ, bởi vì cô mà dịu đi rất nhiều.
hiện tại, đổi lại là anh ở bên cô như vậy. Qua thật lâu sau, Tống Tương Tư mới ngừng khóc. Hứa Gia Mộc cũng không sốt ruột đẩy cô ra, mà vẫn ôm cô như cũ. Yên lặng như vậy khoảng 10 phút, anh mới nhẹ nhàng cúi đầu. Anh đưa tay lên lau khô những giọt nước mắt trên mặt cô. Sau đó trầm mặc không nói gì, dắt tay cô đi ra bìa rừng. Tống Tương Tư, một cô gái luôn luôn kiêu ngạo, lúc này hiền lành vô cùng, không vùng vẫy, cũng không cao ngạo, để mặc cho Hứa Gia Mộc kéo đi, cứ như vậy mà đi đằng sau lưng anh. Về đến nhà, Hứa Gia Mộc bật nước nóng trong nhà tắm để Tống Tương Tư đi tắm rửa, còn chính mình thì vào bếp nấu một bát canh gừng. Cả ngày Tống Tương Tư gần như không ăn gì, khi nhìn thấy bát canh gừng không có bất kỳ từ chối nào, cực kỳ ngoan ngoãn, từng ngụm uống hết sạch. Cô uống xong canh gừng, Hứa Gia Mộc mới hỏi, em có muốn ăn chút gì không? Tương Tư gật nhẹ một cái. Hứa Gia Mộc lập tức cười lên, em muốn ăn gì? Cá chua ngọt. Cô nói xong có chút do dự muốn đổi lại, nhưng Hứa Gia Mộc như nghe thấy lệnh trời, lập tức gật đầu nói, được, để anh đi nấu cho em. Tống Tương Tư ngồi trong phòng khách, nhìn Hứa Gia Mộc mặc quần áo dính nước mưa, bận tới bận lui, ánh mắt trở nên có chút ngưng lại. Món cá chua ngọt rất nhanh được Hứa Gia Mộc bưng lên, anh đưa cho cô một đôi đũa, một chiếc bát, còn thường xuyên nhắc cô cẩn thận hóc xương. Từ đầu tới cuối, Tống Tương Tư chỉ cúi đầu ăn, không lên tiếng. Khi Hứa Gia Mộc cầm chiếc đũa nhặt một cái xương cá trong bát của cô mới ngẩng đầu lên nói, anh đi tắm đi. Được, Hứa Gia Mộc gật đầu, ngồi đối diện nhìn Tống Tương Tư ăn thêm một lúc rồi mới đứng lên đi vào phòng tắm. Hứa Gia Mộc từ trong phòng tắm đi ra, Tống Tương Tư đã không ở trong phòng khách. Trong mâm trên bàn vẫn còn nửa con cá, đôi đũa xiên xẹo ném một bên. Hứa Gia Mộc cho rằng Tống Tương Tư lại chạy ra ngoài một mình, đột nhiên vọt tới cửa phòng ngủ của ba Tống rồi đẩy cửa. Cô đang nằm trên giường, bị hành động bất ngờ của Hứa Gia Mộc làm phát hoảng. Cô từ trên giường ngồi phát dậy, nhìn Hứa Gia Mộc có chút nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì. Sau đó kéo cửa phòng đi ra, dọn dẹp qua loa bàn cơm. Khi Hứa Gia Mộc về phòng ngủ của Tống Tương Tư, lúc đứng ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Anh dừng bước trước phòng khách một chút, cuối cùng vẫn xoay người đi qua phòng ngủ của ba Tống. Đẩy cửa thì chứng kiến Tống Tương Tư đang cuộn tròn trên giường run rẩy. Đáy lòng Hứa Gia Mộc lại đau đớn tột cùng, anh nhanh đóng cửa đi tới bên cạnh giường. Tương Tư. Hứa Gia Mộc gọi tên Tương Tư mấy lần, cô mới thò đầu từ trong chăn ra. Cô ngước mắt nhìn anh tầm nửa phút, cánh môi mới nhẹ nhàng mấp máy. Ở bên cạnh em như thế này được không? Hứa Gia Mộc càng đau lòng hơn, anh không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói một chữ được. Có lẽ là do có Hứa Gia Mộc ở đây, mấy ngày nay vẫn luôn không ngừng nghỉ ngơi tốt, nên Tống Tương Tư chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Giấc ngủ này Tống Tương Tư ngủ rất sâu, rất dài. Cô hơi lười biếng di chuyển cơ thể, xoay người thì nhìn thấy Hứa Gia Mộc mặc đồ ngủ ngồi bên cạnh giường, tựa vào tường đang ngủ. Lúc này Tống Tương Tư mới nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Thật ra thì cô vẫn không thích mềm yếu cho người ta xem. Tối hôm qua là vì vừa lo hậu sự cho ba xong, cô thật sự vô cùng khó chịu mới có thể nói với anh như thế. Cô cho rằng sau khi cô ngủ anh sẽ rời đi, nhưng lại không nghĩ rằng anh thế mà ngồi trông nom cô cả một đêm. Sắc mặt Hứa Gia Mộc thoáng nhìn rất tái nhợt, quanh hốc mắt toàn màu đen. Khoảng thời gian gần đây so với cô anh vất vả gấp trăm lần. Mọi chuyện khi ba qua đời đều là một mình anh lo liệu. Cho dù mệt mỏi, cô cũng không nhìn thấy chút mất kiên nhẫn trên khuôn mặt anh hay một câu oán hận nào từ miệng anh. Có lẽ vì Hứa Gia Mộc đang ngủ, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại anh tới nay cô quan sát anh tỉ mỉ như vậy.
ngũ quan của anh không có gì thay đổi so với trước, nhưng tổng thể lại khiến người ta có cảm giác thành thục, chín chắn hơn rất nhiều. Vẻ mặt anh nhìn qua rất mệt mỏi, chắc là cũng mệt muốn chết rồi. Tống Tương Tư không nhịn được giơ tay lên xoa xoa nơi mi tâm đang nhíu lại của Hứa Gia Mộc. Đầu ngón tay cô vừa chạm vào da thịt anh, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tay Tống Tương Tư run rẩy, vội vàng rút về. Tiện thể cô nhìn về phía di động, thấy di động của Hứa Gia Mộc trên tủ đầu giường, màn hình sáng lên, hiện ra hai chữ Tư Tư. Tư Tư, hai chữ giống như đúc nhũ danh của cô. Là cô gái tên Dương Tư Tư gọi tới sao? Tống Tương Tư hạ mí mắt, nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc cô đóng cửa phòng ngủ, cô nghe thấy trong phòng ngủ tiếng của Hứa Gia Mộc mang theo vài phần ngái ngủ nghe máy. Alo, sao thế? Ừ, tôi không ở Bắc Kinh, còn chưa biết được khi nào về. Được, hơi buồn ngủ. Ừ, bye bye, về Bắc Kinh gặp lại sau. Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư ở lại nhà ba Tống, đến qua đầu tháng 7 mới quay về Bắc Kinh. Sáng sớm hôm ấy ngồi máy bay về đến Bắc Kinh mới hơn 1 giờ chiều. Xe của Hứa Gia Mộc đã đỗ ở sân bay Bắc Kinh chờ. Anh lái xe đưa Tống Tương Tư về khu nhà Tô Uyển. Suốt quãng đường không hề bị tắc, chưa tới 40 phút đã về đến nơi. Xuống xe trước, Tống Tương Tư quay đầu nở nụ cười hiếm hoi với Hứa Gia Mộc, giọng ôn hòa nói: Gia Mộc, thời gian này cảm ơn anh. Hứa Gia Mộc khóa xe, nở nụ cười với Tống Tương Tư. Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi nói: Số điện thoại của anh không đổi, em có việc gì thì cứ gọi cho anh. Ngừng một chút, anh lại bổ sung: Em còn nhớ số điện thoại của anh không? Nếu không nhớ... Hứa Gia Mộc tìm trong xe, lấy một tấm danh thiếp đưa cho Tống Tương Tư: Ở trên này có tất cả các phương thức liên hệ với anh. Tống Tương Tư không đưa tay ra nhận, chỉ mỉm cười yếu ớt nhìn Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc trước mắt nhìn Tống Tương Tư, sau đó thoáng qua danh thiếp của mình. Qua một lúc lại nói: Tương Tư, anh đã đồng ý với ba, sẽ chăm sóc em thật tốt. Em lưu lại cách liên lạc với anh, bất cứ khi nào em cần, anh đều có thể. Gia Mộc. Tống Tương Tư bỗng nhiên ngắt lời anh: Em đã gọi điện cho đạo diễn, ngày mai tiếp tục quay quảng cáo. Không phải đã nói rồi sao, về Bắc Kinh em cứ nghỉ ngơi vài hôm, việc quay quảng cáo thì không cần gấp. Hứa Gia Mộc nhíu mày. Gia Mộc. Tống Tương Tư lại một lần nữa ngắt lời anh, sau đó lại gọi tên anh. Gia Mộc, quay quảng cáo khoảng một tuần nữa là xong, thứ tư tuần sau em muốn về Mỹ. Hứa Gia Mộc nhìn biểu cảm của Tống Tương Tư, bỗng dưng nhớ ra, đập mạnh một cái rồi mới hỏi lại một câu: Về Mỹ? Vâng. Tống Tương Tư nhẹ nhàng đáp, không nói thêm gì. Lần này cô trở về vốn là vì ba bị bệnh nặng, giờ đây ba đã qua đời, có lẽ cô cũng nên đi. Cô cực kỳ cảm ơn anh trong thời gian này đã chiếu cố cô rất nhiều, nhưng anh và cô đã xa nhau, chính là xa nhau thôi. Bên trong xe cực kỳ yên tĩnh, Hứa Gia Mộc thật lâu cũng không có lên tiếng. Tống Tương Tư một lần nữa mở lời: Nếu không còn chuyện gì, em xuống xe trước. Hứa Gia Mộc nghe như không thấy cô nói, nhìn thẳng qua con phố phía trước, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tạm biệt. Tống Tương Tư đẩy cửa xuống xe, sau đó đóng cửa xe, xoay người đi vào khu nhà trọ Tô Uyển. Hứa Gia Mộc vẫn ngồi yên không nhúc nhích, run rẩy nắm danh thiếp trong tay. Khi quay về Bắc Kinh, qua ngay ngày hôm sau, Hứa Gia Mộc tới Hứa Thị nghỉ 10 ngày, sau đó công việc xếp thành núi, liên tục trong một ngày dự 3 cuộc họp về các tòa nhà cao tầng, tài liệu khẩn cấp đóng dấu mỏi tay, buổi tối tăng ca đến tận khuya, trực tiếp ngủ lại công ty. Liên tục giằng co đến sức đầu mẻ trán trong 4 ngày, cuối cùng xử lý sạch sẽ mọi công việc, mà cuối tuần thì thời gian cũng đã qua 0,8%. Những lúc công việc vội vàng, dồn hết tâm trí vào làm thì không cảm thấy khó chịu nữa, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, càng nghĩ lại càng bế tắc. Vì vậy,
liền lại tìm việc để làm. Buổi tối Hứa Gia Mộc đều hẹn khách hàng ở nhà hàng ăn hải sản. Sau đó anh ở đây mấy ngày đều không gặp Tống Tương Tư. Lúc Tiểu Hồng Đậu ăn cơm, tay bị dính xì dầu, Tống Tương Tư ôm con đi vào toilet. Tiểu Hồng Đậu nhìn thấy nước rất cao hứng, vỗ vỗ vòi nước đang chảy, khiến cho nước văng tứ phía, vẩy lên mặt Tống Tương Tư. Cô có chút nghiêm túc nói: "Đậu đỏ, con còn như vậy, mẹ sẽ rất tức giận đấy." Tiểu Hồng Đậu hoàn toàn không bị Tống Tương Tư dọa, ngược lại càng đùa càng khoái chí. Cô đặt Tiểu Hồng Đậu trên bệ rửa mặt, làm bộ xoay người giống như sắp rời khỏi. Cô bé sợ tới mức hô lên một câu: "Mẹ, con sai rồi." "Lần sau có được làm như vậy nữa không?" Tống Tương Tư khoanh tay đứng tại chỗ không nhúc nhích trước mặt Tiểu Hồng Đậu. "Dạ, dạ, lập tức sửa sai." Cô bé cúi xuống giống như con gà mổ thóc. Lúc này Tống Tương Tư mới đi tới, một lần nữa ôm lấy Tiểu Hồng Đậu, cẩn thận giúp cô bé lau sạch vết bẩn. Lúc cầm khăn chuẩn bị lau tay cho Tiểu Hồng Đậu, cô chợt nghe thấy một âm thanh truyền đến: "Tương Tư." Tống Tương Tư nghe thấy tiếng của Hứa Gia Mộc, sửng sốt một lát mới quay đầu nhìn, thấy Hứa Gia Mộc bình tĩnh đứng một bên. Tiểu Hồng Đậu gặp qua Hứa Gia Mộc, cảm thấy có chút quen quen, đôi mắt to đen láy nhìn Hứa Gia Mộc không chớp. Hứa Gia Mộc bị Tiểu Hồng Đậu nhìn, đáy lòng như nhũn ra. Anh bước qua, ngữ điệu ôn hòa nói với cô bé: "Tiểu Hồng Đậu, con còn nhớ chú không?" Tiểu Hồng Đậu lắc lắc đầu, liền nhăn mặt lại, âm thanh non nớt hô một câu: "Chú." Kỳ thật Hứa Gia Mộc chỉ mới nhìn thấy Tiểu Hồng Đậu một lần, lúc này gặp lại anh phát hiện giống như lần đầu tiên, đáy lòng rung động như vậy. Anh nhịn không được đưa tay về phía cô bé: "Chú ôm một cái được không?" Tiểu Hồng Đậu cũng không bài xích Hứa Gia Mộc, đầu tiên liếc mắt nhìn Tống Tương Tư, thấy sắc mặt mẹ mình không có gì khác thường, sau đó mới quay đầu giang hai tay về phía Hứa Gia Mộc, giọng trong veo nói: "Được ạ." Hứa Gia Mộc ôm lấy Tiểu Hồng Đậu, cô bé vẫn giống như trước, thân thể bé xíu vẫn êm êm mềm mềm như thế, khiến cho trái tim của anh như sắp tan ra. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hồng Đậu gần trong gang tấc, càng nhìn càng tà cảm thấy cô bé rất quen mắt. Anh suy nghĩ rất lâu mới mở miệng nói với Tống Tương Tư đang ở bên cạnh: "Thời gian Tiểu Hồng Đậu ở với em lâu, bộ dạng bây giờ có chút giống em." "Thật không?" Tống Tương Tư cười hỏi lại một câu, nhìn qua nhìn lại Hứa Gia Mộc và Tiểu Hồng Đậu. Tính toán, đây là lần thứ hai hai cha con gặp mặt. Lúc trước khi cô một mình nhìn Tiểu Hồng Đậu cũng không cảm thấy đứa bé giống Hứa Gia Mộc. Bây giờ hai người ở chung một chỗ, cô mới phát hiện cái mũi của Tiểu Hồng Đậu cực kỳ giống cái mũi của anh. Tống Tương Tư cũng không sốt ruột ôm Tiểu Hồng Đậu đi, đứng ở một bên nhìn Hứa Gia Mộc đang không ngừng đùa với Tiểu Hồng Đậu. Có thể là do quan hệ huyết thống, cô bé luôn luôn sợ người lạ, lại phá lệ thân thiết với anh. Ở trong ngực anh, con bé cười tới mức không thấy trời đất đâu. Điệu bộ của Hứa Gia Mộc ôm đứa nhỏ rất chuẩn. Tiểu Hồng Đậu trong ngực anh nhích tới nhích lui, anh luôn có thể dễ dàng ứng phó. Rốt cuộc thì vẫn là cha ruột con ruột, đặt ở cùng nhau hình ảnh vô cùng hoàn mỹ. So với lúc Giang Thành ôm Tiểu Hồng Đậu, thoạt nhìn thì thoải mái hơn rất nhiều. Qua khoảng một giờ, rốt cuộc Hứa Gia Mộc cũng chuyển tầm mắt khỏi người Tiểu Hồng Đậu. Anh nhìn chằm chằm Tống Tương Tư nói: "Ngày kia đã đi rồi sao?" "Ừ." Tống Tương Tư nở nụ cười, vươn tay về phía cô bé: "Vé máy bay là mấy giờ?" Hứa Gia Mộc lại hỏi. Tiểu Hồng Đậu không sốt ruột nhào vào lòng Tống Tương Tư, ngược lại còn quay đầu qua nhìn Hứa Gia Mộc thơm một cái. Hứa Gia Mộc bị hành động bất ngờ của con bé làm cho đứng hình, cảm xúc lên xuống bất định. Sau đó Tiểu Hồng Đậu xoay mình dướn người về phía mẹ. Tống Tương Tư vừa đón lấy cô bé vừa nói: "3 giờ chiều." "Đến Mỹ là 5 giờ chiều." Tống Tương Tư vâng một tiếng, qua một lát lại nhìn anh nói:
em và Tiểu Hồng Đậu đặt vé rồi. Ừ, được. Vậy hẹn gặp lại. Vâng, hẹn gặp lại. Tống Tương Tư cúi đầu nhìn Tiểu Hồng Đậu trong lòng mình nói: Chào chú đi con yêu. Tiểu Hồng Đậu cực kỳ ngoan ngoãn, giơ cánh tay mập mạp về phía anh. Chào tạm biệt chú. Tạm biệt. Hứa Gia Mộc cười ấm áp. Tống Tương Tư không nói nữa, ôm Tiểu Hồng Đậu quay về. Lúc cô nhanh chóng đi đến toilet, Hứa Gia Mộc lại hô tên cô: Tương Tư. Tống Tương Tư dừng bước, đưa lưng về phía anh một lát mới xoay người, lại phát ra âm thanh như cũ: Dạ. Anh đã nhét danh thiếp vào túi của Tiểu Hồng Đậu. Nếu em ở nước ngoài mệt mỏi hay không vui vẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh. Anh đón em về. Tống Tương Tư há hốc mồm, cuối cùng cái gì cũng không nói được, chỉ xoay người ôm Tiểu Hồng Đậu mà rời đi. Hứa Gia Mộc nhìn bóng lưng của cô, tầm mắt có chút nhạt nhòa. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là tôi đứng trước mặt em lại không biết tôi yêu em, mà là tôi muốn đối xử tốt với em mà em lại không cần. Biệt ly đau đớn nhất trên thế giới này không phải là chúng ta yêu nhau rồi chia tay, mà là em không ở bên cạnh anh nhưng vẫn luôn ở trong trái tim anh. Đêm đó Hứa Gia Mộc uống rất nhiều rượu. Anh không biết mình bằng cách nào mà quay về được Cẩm Tú Viên. Anh chỉ nhớ rõ lúc mình lảo đảo từ trên xe xuống, có người bổ nhào vào trong lòng mình, mặt nhăn lại, oan ức nói: Gia Mộc, sao bây giờ anh mới về nhà? Giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng anh suy nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra là của ai. Anh cố gắng mở to mắt nhìn người trong lòng mình, nhìn rất lâu lại thấy có vẻ mặt hoảng hốt của cô. Anh đẩy cô ra, siêu siêu vẹo vẹo đi đến trước cửa phòng, bấm mật mã nhiều lần cũng không đúng. Gia Mộc, anh nói cho em biết mật mã, em mở cửa giúp anh. Dương Từ Từ đi lên phía trước, vươn tay đỡ Hứa Gia Mộc. 0513. Hứa Gia Mộc nói. Cửa mở, Dương Từ Từ dìu anh đi vào, thẳng một mạch dìu anh về phòng ngủ. Cô thật vất vả mới đỡ được anh xuống giường, sau đó xuống lầu rót cho anh một cốc nước ấm. Lúc cô quay đầu lại, đã thấy anh ở trong phòng tắm mà nôn mửa. Dương Từ Từ vội vàng đặt cốc nước xuống, đi vào phòng tắm. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh anh, vỗ lưng cho anh, đợi anh nôn xong mới đưa cốc nước để anh súc miệng. Hứa Gia Mộc súc miệng xong thì đưa cốc nước lại cho Dương Từ Từ, lảo đảo đi ra khỏi phòng tắm. Lúc Dương Từ Từ đi ra ngoài theo, Hứa Gia Mộc đã nằm trên giường. Lúc cô ấy cầm cái chăn đắp lên người Hứa Gia Mộc thì nghe thấy Hứa Gia Mộc nhỏ giọng nói: Từ Từ, anh phải đến nơi nào để tìm được người như em? Từ Từ, đừng đi, ở lại với anh. Từ Từ, em đã nói em sẽ ở bên anh, đừng bỏ rơi anh. Tay nắm cái chăn của Dương Từ Từ không nhịn được mà gia tăng sức lực. Rõ ràng là anh gọi Từ Từ, tên của cô, nhưng tại sao cô cảm thấy anh gọi vốn không phải là mình? Ngày hôm sau, khi Hứa Gia Mộc tỉnh lại, bởi vì uống rượu cho nên đầu đau dữ dội. Trên người anh vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, quần áo rúm gió đầy mùi rượu và mùi thuốc lá. Hứa Gia Mộc nhíu mày, liền đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Lúc xuống lầu chuẩn bị ít đồ ăn thì lại thấy Dương Tư Tư đang bày chén bát. Anh sửng sốt một chút mới mơ hồ nhớ đến tối qua lúc mình quay về Cẩm Tú Viên, Dương Tư Tư chờ mình ở cửa. Tỉnh rồi sao? Tới dùng cơm đi. Dương Tư Tư nhìn thấy Hứa Gia Mộc thì nhếch môi cười nói với anh. Hứa Gia Mộc không lên tiếng, đi vào phòng ăn, kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Phòng ăn mở tivi, tivi đang phát một tiết mục giải trí là về thi từ cổ đại. Bởi vì bàn ăn vô cùng yên tĩnh, từ đầu đến cuối Hứa Gia Mộc cũng không nói câu nào. Dương Tư Tư nhịn không được hỏi một câu: Gia Mộc, anh thích bài thơ nào? Hứa Gia Mộc không nhanh không chậm nhai thức ăn trong miệng, đợi đến khi nhuốt xong mới mở miệng nói: Tương Tư. Hả? Dương Tư Tư sửng sốt. Hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát kỷ tri, nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư. Đây là một bài thơ ở thời Đường.
của nhà thơ Lý Bạch. Hứa Gia Mộc ghét nhất là thi từ cổ gì đó, ngoại trừ thương hại thi từ chuẩn bị cho tiểu học, thì anh chỉ thuộc mỗi bài thơ này. Dịch nghĩa của bài thơ này là: đậu đỏ sinh ở phương Nam, mùa xuân đến nảy bao nhiêu cành, xin chàng hãy hái cho thật nhiều. Vật ấy rất gợi ra tình tương tư. Dương Tư Tư cười: bài thơ này em cũng rất thích. Hứa Gia Mộc nhếch khóe môi, không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, Hứa Gia Mộc nhận điện thoại của công ty, đi đến phòng sách. Dương Tư Tư dọn dẹp xong phòng bếp, pha một ly cà phê mang lên lầu cho Hứa Gia Mộc. Lúc đẩy cửa phòng sách, Hứa Gia Mộc vừa nghe điện thoại, vừa đánh chữ trên máy tính. Dương Tư Tư đặt cà phê lên bàn, cũng không rời đi. Cô nhìn chằm chằm vào Hứa Gia Mộc một lát, sau đó thì ngắm văn kiện ở trên bàn. Chữ ký của Hứa Gia Mộc rồng bay phượng múa, rất có soái khí. Hứa Gia Mộc cúp điện thoại, nhìn thấy Dương Tư Tư ngồi trên ghế sofa, cầm bút, không biết đang vẽ cái gì. Anh uống một ngụm cà phê hỏi: viết cái gì đấy? Viết chữ ký của em. Dương Tư Tư giơ tờ giấy trắng lên: em thấy anh ký tên rất đẹp, cho nên cũng muốn luyện chữ ký của mình một chút. Nhưng luyện thế nào cũng rất khó coi, anh giúp em thiết kế chữ ký của em cho đẹp mắt một chút được không? Hứa Gia Mộc khẽ gật đầu, không từ chối. Dương Tư Tư lập tức đứng lên, cầm giấy trắng và bút đưa đến trước bàn sách. Anh cầm bút, ở trên tờ giấy trắng phác họa, anh viết rất nhiều tên Dương Tư Tư, như đang muốn thiết kế ra một chữ ký đẹp mắt nhất. Nhưng viết đến cuối cùng, Dương Tư Tư bỗng nhiên lên tiếng: Gia Mộc, em không phải tên là Tống Tương Tư. Tay cầm bút của Hứa Gia Mộc hơi run lên, ở trên tờ giấy màu trắng vẽ ra một đường cong vặn vẹo. Anh rũ mắt xuống, không nhúc nhích ngồi ở trên ghế. Qua một hồi lâu mới nhìn về phía tờ giấy đầy chữ anh vừa mới viết. Sau đó, ánh mắt của anh thay đổi từng chút một. Tương Tư, Tương Tư, Tống Tương Tư. Cả trang giấy viết mấy chục cái tên, lại không có cái tên nào là Dương Tư Tư. Toàn bộ đều là Tống Tương Tư, đủ loại Tống Tương Tư. Gia Mộc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tờ giấy đầy Tống Tương Tư, ngón tay cầm bút hơi run lên. Dương Tư Tư nhìn Gia Mộc không chớp mắt, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Qua ước chừng 5 phút, cô như nhớ tới cái gì, lấy điện thoại của mình, ở trên website nhập tên Tống Tương Tư, sau đó tư liệu giới thiệu hiện lên trên bách khoa của Baidu. Sinh nhật của Tống Tương Tư là 13 tháng 5. Quả nhiên cô đoán không sai, 13 tháng 5, 0513. Hứa Gia Mộc dùng ngày sinh của Tống Tương Tư làm mật mã của biệt thự. Sau đó, tầm mắt của Dương Tư Tư dừng ở trên điện thoại của Hứa Gia Mộc trên bàn làm việc. Cô không hỏi một câu, liền trực tiếp vươn ra, cầm lấy điện thoại, đánh 4 số 0513 vào mật mã mở khóa, sau đó tiến vào trang chính của điện thoại. Dương Tư Tư nháy mắt một cái, vòng qua bàn làm việc đứng bên cạnh Hứa Gia Mộc, cúi người đánh mật mã vào máy tính của Hứa Gia Mộc, cũng là 4 con số 0513, giống như hai mật mã kia. Trong nháy mắt, Dương Tư Tư liền hiểu rõ tất cả. Khó trách thời gian cô và Hứa Gia Mộc ở chung cảm giác thấy quái quái ở chỗ nào đó. Người đàn ông đó rõ ràng đối với cô rất tốt, rất cưng chiều, khiến bất kỳ cô gái nào cũng đều cảm thấy là anh thích cô. Nhưng đi trên đường, anh không nắm tay cô. Đi chơi, không ở cùng một phòng với cô, chứ đừng nói chi là hôn môi và ôm ấp. Thậm chí cô còn chủ động, cuối cùng lại bị anh tránh né. Lúc ấy cô nghĩ, có phải trong lòng anh không có cô? Nhưng anh tỉ mỉ chu đáo với cô như vậy, cô lại nghĩ có lẽ anh là một người đàn ông chậm yêu, cô phải có chút kiên nhẫn. Cho tới bây giờ cô mới biết, thì ra không phải anh chậm yêu, mà là anh không có ý với cô. Dương Tư Tư nhìn người đàn ông bên cạnh gần trong gang tấc, dung mạo tuấn tú xinh đẹp. Tuy nhiên nó khiến cô cảm thấy anh và cô là một khoảng cách rất xa. Dương Tư Tư hít vào một hơi mới mở miệng: Gia Mộc, thật ra anh đã có người mình yêu rồi đúng không?
Hứa Gia Mộc từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích. Lúc nghe thấy Dương Tư Tư hỏi câu này, hai mắt nhẹ nhàng chớp chớp. Anh chậm rãi để cây bút trong tay xuống, xoay người nhìn về phía Dương Tư Tư. Anh không trả lời vấn đề của cô, mà là mở miệng nói một câu: xin lỗi. Lúc này Dương Tư Tư mới nhớ, đêm đó Hứa Gia Mộc vốn rất lạnh nhạt với mình, sau khi hỏi tên cô là gì mới tiếp tục trò chuyện với cô. Thậm chí đêm đó anh còn đưa cô về nhà. Sở dĩ đêm đó anh đưa em về nhà, sở dĩ trao đổi số điện thoại với em là vì tên em là Tư Tư, đúng không? Dương Tư Tư nói đến đây nhịn không được cười một tiếng. Cô ngẩng đầu lên đè ép nước mắt trở lại trong đáy mắt. Cho nên mấy ngày qua trong miệng anh gọi em là Tư Tư, nhưng trong lòng lại nhớ đến người khác. Nói đến cùng, thật ra em chỉ là một thế thân, phải không? Ừ, Hứa Gia Mộc nói thật bình tĩnh. Qua một lát lại nói: em nhớ đêm đầu tiên gặp nhau em đã nói gì với anh không? Em nói nhìn anh giống như là một người hay nhớ chuyện cũ. Trên mặt anh có chút giễu cợt. Nếu làm tổn thương một người con gái suốt 8 năm xem như là chuyện cũ, thật sự thì đúng là anh đã là người có chuyện cũ. Nói xong, Hứa Gia Mộc cầm điện thoại trên mặt bàn và chìa khóa xe đứng lên. Không phải em muốn biết chuyện cũ của anh sao? Đi thôi, anh dẫn em đi xem. Hứa Gia Mộc đưa cô đến nghĩa trang. Anh chỉ vào một tấm mộ không có di ảnh, nói: đây là chuyện cũ của anh. Vẻ mặt của Dương Tư Tư trở nên kinh ngạc, nhưng cô không nói gì, bởi vì cô biết tiếp theo anh sẽ nói tất cả. Đây là con của anh, một đứa bé, ngay cả nó là trai hay gái anh cũng không biết, đã rời khỏi thế gian này rồi. Qua một lúc anh mới mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm bia mộ vô cùng dịu dàng, nhưng toàn thân lại toát lên vẻ đau thương. Đứa bé này là của anh và Tống Tương Tư à? Dương Tư Tư đã ngả bài với anh ở Cẩm Tú Viên, cũng chưa nói ra tên của Tống Tương Tư, nhưng hiện tại thì cũng đã nói ra. Đúng, Hứa Gia Mộc không hề do dự mà thừa nhận. Đứa bé bị làm sao? Sau đó Dương Tư Tư nghĩ đến vừa rồi Hứa Gia Mộc nói cho anh không biết nó là trai hay là gái, đã rời khỏi thế giới này, vì thế liền mở miệng hỏi lại một lần nữa. Là không cẩn thận mất đi à? Không phải là không cẩn thận. Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại có sự đau khổ. Anh vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ vào mộ bia, dường như rất thương tiếc, sau đó mới quay đầu nhìn cô lại nói: là bị cô ấy phá bỏ. Dương Tư Tư bị những lời này của anh làm cho vô cùng xúc động. Anh kể chuyện cũ với cô, anh chưa bao giờ kể cho ai nghe, vẫn luôn giấu ở trong lòng. Lúc này mở miệng nói với người khác càng giống như tìm được một cơ hội để nói hết ra, từng chữ đều nói hết. Trước khi phá bỏ đứa bé này, anh và cô ấy đã ở bên nhau 8 năm. Lúc anh quen cô ấy còn đang học đại học, chưa bước vào giới giải trí, chưa nổi tiếng như bây giờ, chỉ là một cô gái bình thường. Lúc còn nhỏ, anh đã ý thức được đám cưới của anh phải đặt lợi ích của Hứa Thị lên hàng đầu, cũng biết mình không có kết quả gì đối với những cô gái bình thường, cho nên anh chưa từng để tâm yêu thương. Anh và cô ấy cũng không phải yêu đương gì. Đúng ra 8 năm đó cho đến bây giờ, anh và cô ấy cũng không phải gọi là quan hệ người yêu. Cô ấy vì 5 triệu của anh mà ở bên anh, bởi vì đây chỉ là một giao dịch, anh mới ở bên cô ấy. Bởi vì gặp được thì sẽ chia được, nên sẽ không phiền phức. Nhưng ai cũng không nghĩ đến mối quan hệ như vậy mà duy trì suốt 7 năm. Lúc đến năm thứ 8 thì cũng là lúc cô ấy muốn chia tay. Nói thế nào, anh ở bên cô ấy nhiều năm như thế, từ trước đến nay cô ấy đều nghe lời, đó là vấn đề. Đúng, đó là lần đầu tiên cô ấy cãi lời anh. Anh rất tức giận, nhưng lúc đó anh không biết vì sao mình tức giận, cho nên anh chỉ nghĩ là lòng tự trọng bị xúc phạm nên mới như vậy. Sau đó thì anh nói với cô ấy: chia tay thì chia tay, em nghĩ tôi níu giữ em sao? Anh cho là như vậy thì anh sẽ kiệt chiếm thế thượng phong.
Lúc ấy anh bỏ đi, cho là cô ấy sẽ đuổi theo, nhưng không phải. Anh đợi cô ấy rất lâu, cuối cùng thì anh càng tức giận, xuống lầu lái xe rời đi. Anh ở trong xe càng nghĩ càng tức giận, rồi bị tai nạn giao thông. Anh hôn mê những 7 tháng mới tỉnh lại. Chuyện đầu tiên anh làm khi tỉnh dậy chính là điện thoại di động. Không có tin nhắn gì của cô ấy, cũng không có cuộc điện thoại nào. Chuyện anh sống hay chết cũng không có quan hệ gì với cô ấy. Sau khi anh xuất viện gặp lại cô ấy thì bọn anh buồn bã chia tay. Mãi cho đến sau này khi Hứa Gia gặp biến cố thì anh lại ở cùng cô ấy. Đó là thời gian u ám và khó khăn nhất của anh. Cô ấy im lặng ở bên cạnh anh. Anh khẽ thở dài, sau đó lại nói tiếp. Thật ra thì những năm này anh luôn nghĩ, nếu như lúc ấy không có cô ấy, làm sao anh chịu đựng được. Em biết không, mong muốn nhỏ nhoi nhất của anh không muốn lợi ích, anh cũng không muốn làm chủ trên thương trường. Anh chỉ muốn cưới cô ấy làm vợ, sống đơn giản qua ngày. Thậm chí anh cũng mua nhẫn muốn cầu hôn cho cô ấy, nhưng mà cô ấy lại bỏ đứa bé. Hứa Gia Mộc rất cẩn thận kể từng chuyện của anh và Tống Tương Tư. Dương Tư Tư vẫn không mở miệng ngắt lời anh. Cô không chớp mắt nhìn Hứa Gia Mộc, thấy được sự đau thương trên mặt anh. Từ lúc này cô mới biết, người đàn ông vẫn tươi cười dịu dàng, vẫn có nhiều vẻ mặt như vậy. Chuyện cũ của anh và cô ấy đến đó là kết thúc. Rời xa nhau 3 năm, không ai gặp người kia. Anh không đi tìm cô ấy, cô ấy cũng chẳng liên lạc gì với anh. Bọn anh chẳng có tiếp xúc nào. Chuyện xưa nghe có vẻ là cô ấy tàn nhẫn hơn anh nhiều đúng không? Hứa Gia Mộc cười khẽ một cái, rồi lại tiếp tục. Thật ra thì anh vẫn luôn nghĩ vậy. Anh cảm thấy cô ấy lạnh lùng vô tình. Thậm chí lúc về Bắc Kinh, anh tình cờ gặp cô ấy, còn bị thái độ lạnh nhạt của cô ấy làm cho tổn thương. Khi đó anh đã nghĩ, người phụ nữ này hoàn toàn không có tâm. Anh cần gì phải nhớ, nhớ mãi không quên. Thì ngay lúc đó anh thật sự đã quên đi. Anh muốn kết hôn, muốn tìm một cô gái đơn giản, kết hôn sinh con, an nhàn sống phần đời còn lại. Dương Tư Tư nghe đến đó, dường như hiểu ra, cô nhẹ giọng hỏi. Cho nên, đêm đó anh muốn có số điện thoại của em. Hứa Gia Mộc gật đầu. Anh thừa nhận, bởi vì em tên là Tư Tư mới gặp mặt em, nhưng mà anh không xem em là thế thân của cô ấy. Bởi vì tiềm thức của anh vẫn luôn nói cho anh biết em không phải là cô ấy. Anh hoàn toàn không thể nắm tay, ôm hôn, thậm chí là làm chuyện thân mật. Nhưng anh thật sự có ý muốn cùng em kết hôn sinh con, đi hết quãng đường còn lại. Thời gian đó anh vẫn luôn cố gắng từ bỏ sự ảnh hưởng của cô ấy đến anh. Không mặc âu phục màu xanh, không ăn rau, không ăn bánh ngọt cô ấy thích. Anh cố gắng thích ứng thói quen của em, các sở thích của em. Anh rất muốn quen, nhưng anh phát hiện anh không quen được, và anh cũng không quên được. Hứa Gia Mộc nói đến đây, nhẹ nhàng đè tim của mình, bất đắc dĩ cười một cái. Bởi vì chỗ này này cũng lấp đầy hình ảnh của cô ấy, hoàn toàn không có một vị trí nào dành cho người khác cả. Đặc biệt là thời gian trước, sau khi anh theo cô ấy về quê nhà một chuyến, anh càng không thể cố gắng khiến mình chấp nhận em được. Cánh môi Dương Từ Từ hơi hé ra một chút. Anh, một thời gian trước không ở Bắc Kinh là theo Tống Tương Tư về quê nhà cô ấy à? Đúng. Cho nên đêm kia anh đột nhiên không nói tiếng nào rời khỏi bữa tiệc. Thật ra là đi cùng cô ấy. Hứa Gia Mộc biết mình thẳng thắn như vậy rất tổn thương người khác, nhưng anh vẫn thẳng thắn với cô. Bởi vì từ lúc đầu anh mở miệng muốn số điện thoại của cô, anh đã làm tổn thương cô ấy. Hiện tại việc duy nhất anh có thể làm chính là không lừa dối Dương Tư Tư. Đây là tôn trọng anh đã dành cho cô ta. Vậy em gọi điện thoại cho anh, nói gặp ở Bắc Kinh, anh nói được, còn muốn có chuyện nói với em. Kỳ thật là vì nói tách ra với em. Đúng vậy. Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nước mắt Dương Từ Từ rút cuộc không nhịn được mà rơi xuống. Anh không phải là kết thúc với cô ấy, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới sao?
Sao anh lại đổi ý? Là bởi vì quay lại với cô ấy sao? Không. Hứa Gia Mộc lắc đầu một cái, trong đầu thoáng qua lời của Ba Kiều nói với mình trước khi hấp hối. Vẻ mặt của anh trở nên có chút hốt hoảng. Là vì anh phát hiện từng ấy năm tới nay, làm tổn thương đối phương trước nhất không phải là cô ấy, mà là anh. Dương Từ Từ chớp đôi mắt ướt sũng, nhìn Hứa Gia Mộc không lên tiếng, chờ câu nói tiếp theo của anh. Cô ấy theo anh 8 năm, từ 19 tuổi đến 27 tuổi, thời gian tươi đẹp nhất của người phụ nữ đều dành cho anh. Trong 8 năm đó, cô ấy bỏ học, anh không biết. Cô ấy ngã bệnh, anh cũng không biết. Cô bị thương, anh cũng không biết. Cô ở tổ diễn, bị người ta khi dễ, anh vẫn không biết. Cô mừng năm mới một mình, anh không biết. Thời điểm cô gọi điện thoại tìm anh không nghe máy. 8 năm, 3.000 ngày, 3.000 đêm, vậy mà anh hoàn toàn không biết gì về cô ấy. Cách tổn thương một người nhất không phải là lời nói khó nghe với người ấy, mà không phải làm mất con của người ấy, không cần người ấy, mà là coi thường người ấy. Anh hoàn toàn coi thường cô ấy trong 8 năm. Cô ấy dành cho anh thời gian và cơ hội 8 năm, chờ anh trân trọng cô ấy. Nhưng cho tới bây giờ, anh chưa từng nghĩ qua muốn trân trọng. Thậm chí trong 8 năm kia, anh chưa từng quan tâm cô, chưa từng cho cô ấy một chút ấm áp. Thậm chí ngay cả vui vẻ anh cũng chưa cho cô ấy. Em biết không, anh từng xách túi cho em, ôm vai của em để em khỏi bị xe đụng. Ở chỗ nhiều người, anh che chở cho em trong lòng. Em tới kỳ kinh, anh làm một ly trà gừng nóng cho em. Em muốn uống trà sữa, dưới mùa hè chói chang, anh chạy ra ngoài mua cho em. Em muốn như thế nào, anh đều cho em như thế ấy. Nhưng mà em biết không, những chuyện này, trong 8 năm kia, anh chưa từng làm một chuyện cho cô ấy. Ưu tú cũng không thể soi mói của anh bây giờ đều là Tống Tương Tư thay đổi. Nếu như không có cô ấy thì không thể có Hứa Gia Mộc chu đáo tỉ mỉ như bây giờ. Cô ấy dùng thời gian 8 năm biến anh thành một bộ dáng hiện tại. Nói đến đây, hốc mắt của Hứa Gia Mộc khẽ biến đỏ. Em bảo anh làm sao có thể yên tâm thoải mái dùng những gì cô ấy dạy anh đi đối tốt với một người phụ nữ khác. Cho nên, giọng nói của Hứa Gia Mộc trở nên có chút yếu ớt. Thật xin lỗi, anh thật sự không có cách nào tiếp tục cùng em nữa. Bởi vì là cô đã làm cho anh trở nên tốt, cho nên những thứ này cũng chỉ có thể thuộc về một mình cô. Dương Từ Từ nhìn Hứa Gia Mộc hồi lâu vẫn không lên tiếng. Thành thật mà nói, thời điểm cô ta nhìn thấy Hứa Gia Mộc viết xuống vào giấy 3 chữ Tống Tương Tư, phản ứng đầu tiên của cô ta là có chút sụp đổ. Cô không dám nói cô ta yêu anh cỡ nào, càng có thể nói người đàn ông ưu tú như anh bất kỳ phụ nữ nào thấy cũng sẽ động lòng. Cho nên lúc cô nhìn đầu ngọn bút của anh, từng chữ Tống Tương Tư tiếp tục hiện lên, đáy lòng của cô thật sự nổi lên một cơn đau, bị một con dao sắc chém vào. Khi cô biết tất cả mật mã của anh đều là ngày sinh nhật của Tống Tương Tư thì có chút tức giận. Tức giận bị anh xem là thế thân. Nhưng khi nghe xong chuyện xưa của anh, những tức giận kia liền tiêu tan hầu như không còn. Cô không phải là bị tình yêu của bọn họ làm cảm động. Cô đã từng thấy tình yêu đẹp nhất là tình yêu của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Thầm mến tuổi trẻ, cuối cùng được gần nhau, đơn độc nhìn như vậy cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cô ta là bị thẳng thắn của Hứa Gia Mộc làm rung động. Mặc dù những lời thẳng thắn của anh khiến người ta rất đau đớn, nhưng lại dễ chịu hơn lời nói dối đường hoàng. Huống chi, anh cũng không giống một số kẻ có tiền bỏ rơi phụ nữ, cho tiền, cho nhà, cho xe. Mặc dù anh làm tổn thương cô ta, nhưng vậy mà anh lại cho cô ta sự tôn trọng, làm cô ta phải tôn trọng anh. Buồn sao? Có chút buồn. Nhưng Dương Tư Tư mở trừng hai mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô ta hít sâu một hơi,
cố gắng để cho giọng nói của mình nghe rất thoải mái vui vẻ. Gia Mộc, mặc dù không thể cùng với anh, em có chút buồn, nhưng cũng có chút mất mát. Nhưng tóm lại em vẫn rất vui mừng anh không dùng một câu đuổi em, mà như vậy có kiên nhẫn thẳng thắn tất cả với em. Không phải có câu chia tay trong vui vẻ sao? Trước khi chia tay, chúng ta có thể cùng ăn một bữa tối cuối cùng hay không? Hứa Gia Mộc không có cự tuyệt Dương Tư Tư, lái xe đưa cô ta trở về thành phố, tìm một câu lạc bộ tốt nhất ăn bữa trưa. Ăn cơm trưa xong đã là 3 giờ chiều, từ trong câu lạc bộ ra ngoài, Hứa Gia Mộc mở miệng hỏi: "Em muốn đi đâu, anh đưa em đi." "Không cần đâu." Dương Tư Tư cười. Hứa Gia Mộc cũng không miễn cưỡng, đặc biệt giúp Dương Tư Tư gọi một chiếc taxi. Trước khi cô lên xe, vẫn mở miệng hỏi một câu: "Anh có nghĩ muốn quay lại với Tống Tương Tư hay không? Cứ bỏ qua như vậy rất đáng tiếc." Nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt ôn hòa của Hứa Gia Mộc khẽ ngừng lại một chút, sau đó liền nhếch môi: "Ngày mai cô ấy phải về nước Mỹ rồi." Hơn nữa, lúc nói ra những lời này, trên mặt của Hứa Gia Mộc không nhìn ra bất kỳ sự thay đổi, đau khổ và buồn bã nào. Nhưng Dương Tư Tư vẫn thấy được sự nặng nề cô đơn khi anh rũ mắt xuống. "Cũng đã từ chối em, tại sao không đi giữ cô ấy lại?" Hứa Gia Mộc trầm mặc thật lâu mới mở miệng trả lời, giọng nói khàn khàn: "Cô ấy kết hôn rồi, cho nên anh biết rõ không thể cùng người phụ nữ kia, nhưng cũng không muốn tìm người cùng mình đi hết quãng đường còn lại. Anh chỉ mới 30, cách lúc chết mấy chục năm. Năm tháng dài đằng đẵng như vậy một mình cô độc trải qua, suy nghĩ một chút cũng khiến người ta thật đau lòng. Vậy sau này anh định như thế nào?" Hứa Gia Mộc ngẩng đầu nhìn trời một chút không lên tiếng. Có lẽ ngay cả chính anh hiện tại cũng không biết là sau này nên ra sao. Mặc dù Hứa Gia Mộc và Dương Tư Tư tách nhau thoải mái như vậy, nhưng trong lòng của cô ta tuyệt không thoải mái. Thậm chí lúc cô ta ngồi lên taxi liền bắt đầu rơi nước mắt. Kỳ quái, rõ ràng chỉ mới quen biết một tháng, tại sao lại buồn như vậy? Một tháng khó có thể có tình cảm sâu nặng bao nhiêu, lòng của cô ta sao lại đau như vậy? Dương Tư Tư càng nghĩ nước mắt rơi càng nhiều, cuối cùng cô ta khóc nức nở không ngừng. Xe taxi dưới ánh mặt trời chiếu lên đường phố chạy thật nhanh. Tài xế taxi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Dương Tư Tư nhiều lần, rút một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt cô. "Thất tình hả?" "Vâng." Dương Tư Tư lập tức khóc ra tiếng: "Thất tình." Nói xong cô liền oa một tiếng khóc giống lên, vừa khóc vừa hướng tài xế taxi thao thao bất tuyệt nói: "Rõ ràng là anh ấy làm tổn thương tôi, nhưng bây giờ tôi lại không hận anh ấy, thậm chí còn cảm thấy có chút đau lòng cho anh ấy. Thật ra không phải anh ấy là thánh mẫu gì, người khác phụ tôi rất muốn khiến anh ta xui xẻo hơn tôi, càng buồn hơn tôi. Nhưng thật kỳ quái, tôi vậy mà lại muốn anh ấy được hạnh phúc. Tôi vừa nghĩ tới sau này anh ấy một mình như vậy, tôi cảm thấy mình đặc biệt khó chịu." Dương Tư Tư lau khăn giấy đến khi đỏ bừng lỗ mũi, quay đầu nhìn về phía tài xế taxi: "Bác Tài, tôi hỏi bác, nếu quả thực thích một người, có phải thật sự như vậy sẽ muốn anh ấy trải qua tốt hơn hay không?" Xế chiều ngày hôm nay là lần quay chụp cuối cùng của Tống Tương Tư. Lúc kết thúc hơi trễ, cô đi ra từ tòa nhà EX đã là 8 giờ đêm, sắc trời bên ngoài đã tối. Giang Ly Thành ở nhà cùng Tiểu Hồng Đậu. Lúc anh ta đón Tiểu Hồng Đậu từ nhà trẻ, lái xe đi, cho nên Tống Tương Tư không thể làm gì khác hơn là đứng ở ven đường chờ taxi. Đoạn đường ở tòa nhà ấy có chút vắng vẻ, Tống Tương Tư đứng một hồi lâu mới gọi được một chiếc xe. Cô vừa ngồi vào trong xe, còn chưa báo ra bốn chữ: "Khu nhà Tô Uyển" với tài xế, cửa xe liền bị kéo ra, có một người đi vào ngồi, chiếm trước một bước mở miệng nói: "Bác Tài, đến mộ viên Tây Giao." "Bác Tài, tôi muốn đến nhà trọ Tô Uyển." Tống Tương Tư còn chưa nói hết liền thấy rõ nhan sắc người ngồi bên mình: Dương Tư Tư,
bạn gái của Hứa Gia Mộc. Cô ta tới nơi đây làm gì? Mi tâm của Tống Tương Tư cau lại không nói gì. Tài xế không lái xe mà hỏi lại một câu: hai người các cô là cùng nhau sao? Vâng, Dương Tư Tư trả lời, lại nói: đến mộ viên Tây Giao. Tòa nhà EX cách công viên Tây Giao cũng không xa, đi khoảng một tiếng đã đến. Dương Tư Tư bảo tài xế dừng ở cửa sau của công viên, sau đó liền xuống xe, mở cửa, nhìn Tống Tương Tư đang ngồi rất nhàn nhã bên trong, mở miệng nói: không xuống xe sao? Ước chừng một phút, Tống Tương Tư mới xuống xe. Dương tiểu thư, xin hỏi cô dẫn tôi tới nơi này làm gì? Thật ra thì tôi không muốn đưa cô tới đây một chút nào, nhưng tôi lại muốn dẫn cô tới nơi này, dứt khoát tôi liền dẫn cô tới. Dương Tư Tư hết sức luẩn quẩn, không biết nói thế nào. Cô và Tống Tương Tư trầm mặc đi vào mộ viên. Lúc đi trên đường núi, Dương Tư Tư mở miệng nói: tôi không còn quan hệ gì với Hứa Gia Mộc nữa rồi. Tống Tương Tư vẻ mặt dừng một chút, không nói gì. Dương Tư Tư nhìn thẳng ngay con đường phía trước, từng bước đạp chân lên bậc thang, lên trên. Chính là hôm nay. Tống Tương Tư đi theo sau lưng cô, vẫn không lên tiếng. Lúc ấy, tôi tìm anh ấy giúp tôi thiết kế chữ ký. Kết quả anh ấy viết tràn đầy từ Tống Tương Tư trên giấy, sau đó liền đề xuất tách ra với tôi. Cổ họng Tống Tương Tư căng thẳng. Tối hôm qua, anh ấy về nhà, uống say không còn biết gì. Tôi dìu anh ấy về, anh ấy nhập mật mã không đúng, cuối cùng là đọc cho tôi mật mã 0513. Sau đó tôi thử mật mã trên điện thoại di động và máy tính, cũng đều là 0513. Dương Tư Tư vừa nói, vừa bước lên phía trước một bước. Cô cảm thấy giọng nói của mình như có chút đanh đi, giống như tùy lúc cũng có thể khóc òa lên. Nếu như tôi nhớ không nhầm, Tống tiểu thư, sinh nhật của cô chính là 0513. Tống Tương Tư có chút kinh ngạc, bước chân đi theo dừng một chút. Dương Tư Tư lại không có nửa điểm muốn dừng bước, tiếp tục leo lên núi, miệng không có ý muốn dừng. Lần đầu tiên, Gia Mộc mời tôi ăn cơm, đưa tôi đến một quán chuyên về nấm. Anh ấy nói đó là quán anh ấy thích nhất. Tống Tương Tư nghe thấy giọng nói của Dương Tư Tư, lại bước tiếp đuổi theo cô ta, nhưng đáy lòng của cô lúc này cũng đã bắt đầu rung động. Quán ăn gia đình chuyên về nấm kia là cô giới thiệu cho anh. Lần đầu tiên đến, anh cảm thấy những thức ăn kia mùi vị là lạ, dáng vẻ ghét bỏ, khi nào thì biến thành anh thích nhất. Tối hôm qua Gia Mộc uống rượu say, vào thời điểm nằm ở trên giường vẫn nói mê. Anh ấy nói tư tư, anh phải tìm thêm một người như vậy từ đâu. Tư tư, đừng đi, ở lại với anh. Tư tư, em đã nói sẽ cùng với anh, đừng bỏ anh ở lại. Dương Tư Tư nói đến chỗ này, trong lúc bất chợt xoay người, nhìn chăm chăm vào Tống Tương Tư cách mình khoảng 5 mét, nói tiếp: tôi cho là anh ấy gọi tôi, nhưng càng về sau tôi mới biết, thì ra là chị Tống Tương Tư. Dương Tư Tư kéo dài lời nói, xoay người đi, đi về phía trước dùng sức vài bước, sau đó thì dừng lại, chỉ vào một bia mộ. Đến đây, chính là chỗ này này. Tống Tương Tư buồn bực nhìn Dương Tư Tư một cái, đứng tại chỗ không động. Dương Tư Tư chỉ vào bia mộ: cô qua xem một chút, cô nên biết tất cả mọi thứ. Tống Tương Tư đứng tại chỗ một lát mới cất bước đi lên. Lúc này đêm đã khuya, mộ viên tối đen như mực, cô căn bản không nhìn thấy chữ trên bia mộ. Cô móc điện thoại di động mở đèn pin, nhìn thấy trên bia mộ không có hình, mi tâm cô nhìn nhăn lại, liền quay đầu nhìn Dương Tư Tư đứng sau lưng, lại thấy trên mặt cô gái đã treo đầy nước mắt. Tống Tương Tư không lên tiếng, lần nữa quay đầu trở lại, tiếp tục quét đèn pin qua bia mộ cẩm thạch, quét đến phía dưới góc bên phải, cô nhìn thấy năm chữ: cha Hứa Gia Mộc. Trong nháy mắt, giống như có đồ vật gì đó dùng sức đánh trúng trái tim của cô, khiến cho toàn thân cô lắc lư. Sau đó đầu óc trống rỗng, trái tim cũng ngưng đập theo. Qua khoảng 3 phút, trong đầu của Tống Tương Tư mới đem năm chữ này trở về chỗ cũ: cha Hứa Gia Mộc, cha Hứa Gia Mộc. Đây là Hứa Gia Mộc làm cho đứa bé đã mất của cô lập bia mộ hay sao?
Cô nhớ lúc anh nhìn thấy mấy chữ sinh non, tức giận như thế nào, đập nát đồ trong nhà, dáng vẻ kia hận không thể bóp chết cô. Anh còn nói với cô từ nay về sau không có quan hệ. Sau đó cứ như vậy nhẫn tâm xoay người mà rời đi. Lúc ấy cô liền nghĩ anh và cô cuối cùng cũng kết thúc. Cô cũng cho là anh và cô cứ như vậy mà kết thúc. Thế nhưng dưới bia mộ có ghi ngày tháng, rõ ràng là tháng 3 năm trước. Điều này nói rõ là 3 năm nay Hứa Gia Mộc vẫn chưa quên đứa bé bị cô phá bỏ. Mặc dù đứa bé kia cô cũng không thật sự phá nó, nhưng lúc cô nhìn thấy bia mộ này, nước mắt vẫn không cầm được mà rơi xuống. Cô ở Mỹ một thân một mình sinh hạ Tiểu Hồng Đậu. Mặc dù Giang Ly Thành rất thích Tiểu Hồng Đậu, nhưng cuối cùng cũng không phải là cha ruột. Tình thương chân chân chính chính của cha, Tiểu Hồng Đậu 2 năm rưỡi nay chưa hưởng thụ qua một chút nào. Lúc ở đêm khuya yên tĩnh, cô cảm thấy khổ sở và tiếc nối. Hiện tại cô mới biết, thật ra thì cha của Tiểu Hồng Đậu chưa bao giờ thiếu. Hứa Gia Mộc vẫn nhớ, nhớ, nhớ nó. Anh ấy nói rất muốn dẫn cô đi xem một chút từ trước, như vậy cô sẽ biết sự xuất hiện của cô rốt cuộc thay đổi anh ấy như thế nào. Anh ấy còn nói dùng thời gian 8 năm mới biến anh ấy thành Hứa Gia Mộc tốt đẹp như bây giờ. Làm sao anh ấy có thể yên tâm thoải mái dùng những thứ cô dạy anh ấy đi đối tốt với một người phụ nữ khác. Dương Tư Tư thì thầm, mình khóc cả một buổi chiều, sao bây giờ đến khi nói mấy lời này với Tống Tương Tư còn đau lòng muốn chết như vậy. Trong nháy mắt, Tống Tương Tư nước mắt rơi như mưa. Tôi xuống chân núi chờ cô. Dương Tư Tư đi về phía sau 2 bước, sau đó cũng không quay đầu, xoay người chạy xuống núi. Đợi một chút, đến khi không nghe được tiếng bước chân của Dương Tư Tư, Tống Tương Tư mới khóc thành tiếng. Hôm nay không có gió, trong mộ viên an tĩnh, không có động tĩnh, chỉ có tiếng khóc của Tống Tương Tư có thể nghe rõ ràng. Người coi mộ nhìn từ dưới núi, nghe thấy tiếng khóc, nhịn không được dừng bước, chiếu đèn chỗ Tống Tương Tư ngồi xổm, thấy mộ bia không có hình, sau đó liền bừng tỉnh, hiểu ra lẩm bẩm một câu, thì ra là cái mộ bia này. Tống Tương Tư khẽ ngẩng đầu, tùy tiện lau nước mắt trên mặt, nghiêng đầu. Người coi mộ là một ông lão, nhìn qua thì tuổi tác hơi lớn. Cái mộ này là cái mộ không, chỉ có một người đàn ông thường xuyên tới. Cô chính là người ngoài, tôi thấy trừ người đàn ông kia, người ngoài đầu tiên đến đây. Người đàn ông kia mỗi lần tới cũng nán lại ở nơi này rất lâu, một mình lầm bầm lầu bầu, không biết thao thao bất tuyệt cái gì. Còn có, tôi đã thấy một lần người đàn ông này khóc với bia mộ, nói cái gì mà nhớ mẹ. Ai, tuổi tác cao, lỗ tai cũng không dùng được, nghe cũng không đặc biệt rõ ràng. Người coi mộ vừa nói vừa lắc đầu đi xuống núi. Một đêm này, Tống Tương Tư một mình đứng ngây ngốc trước bia mộ thật lâu mới xuống núi. Dương Tư Tư ngồi trong taxi cùng bác Tài nói chuyện trên trời dưới đất, đang đợi cô, thấy cô từ bên công viên Nghĩa Trang đi ra ngoài. Dương Tư Tư vẫn ở trong xe, mở cửa xe giúp cô. Trên đường trở về thành phố, Dương Tư Tư và Tống Tương Tư đều không hề nói chuyện, trong xe rất yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng gió rít của không ngừng khi xe đi ngang qua. Trước khi tài xế xe lái vào Ngũ Hoàn, Dương Tư Tư mở miệng, ý bảo tài xế dừng xe lại bên đường. Xe dừng lại, Dương Tư Tư mở ví tiền muốn trả tiền, mà người đang ngồi một bên vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không động đậy chút nào. Tống Tương Tư bỗng nhiên mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, để tôi đi. Dương Tư Tư cũng không khách khí, khóa lại ví tiền, bỏ vào túi sách, nói một câu cảm ơn, liền đẩy cửa xe ra. Trước khi đóng cửa lại, Dương Tư Tư do dự một lát, nhưng vẫn mở miệng nói với Tống Tương Tư. Tôi vốn không nên nói với cô điều này, bởi vì Hứa Gia Mộc nói với tôi, cô đã kết hôn. Nhưng tôi nghĩ đến, anh ấy biết rõ, sẽ không chung sống cùng cô. Nhưng tại sao
cũng không muốn tìm ai đó cùng mình đi hết quãng đời còn lại. Tôi thật cảm thấy đau xót. Dương Tư Tư nói đến đây, hốc mắt bỗng dưng đỏ lên. Cô nghĩ có lẽ cả cuộc đời cũng có một lần sau khi bị người khác làm tổn thương, đối với anh cũng không oán hối gì cả. Dương Tư Tư nhếch môi cười với Tống Tương Tư, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng nói một câu tạm biệt. Cô nhanh chóng đóng cửa xe, xoay người rời đi. Nước mắt từ khóe mắt cũng dần dần tuôn rơi xuống. Tống Tương Tư vốn định bảo Bác Tài đưa mình về khu nhà Tô Uyển, cuối cùng lại đánh hai vòng đến một khu chung cư cũ. Quán ăn chuyên nấm vẫn chưa đóng cửa, bên trong chỉ có một bàn có khách đang dùng bữa. Bàn đó người ta đang uống rượu, giọng nói có chút lớn tiếng. Cô chủ quán vẫn còn nhớ rõ Tống Tương Tư, thấy cô là rất vui mừng, dẫn cô đến ngồi ở một góc nhỏ bên trái khá yên ắng. Lúc cô chủ quán đưa đến thực đơn, không nhịn được mở miệng nói ra một câu: cô và ngài Hứa đã qua nhiều năm, khẩu vị cũng không thay đổi, mỗi lần anh ta đến chỗ này đều chọn những món này. Tống Tương Tư tất nhiên biết được ngài Hứa trong lời nói của cô chủ quán chính là Hứa Gia Mộc. Vẻ mặt cô có chút biến đổi, im lặng trong chốc lát, liền hỏi: anh ta thường đến chỗ này ăn sao? Vâng, hay đến lắm. Cô chủ quán viết xong thực đơn, cười tít mắt nói: thường thường thì một tuần sẽ tới đây một lần, hơn nữa mỗi lần đều chỉ đi một mình, nhìn chung lại thường thích gọi hai phần ăn để đối diện trước mặt anh ta, lại thường gắp thức ăn trong cái đĩa rau đó. Tống Tương Tư kéo khóe môi cười cười không nói gì. Cô chủ quán cầm thực đơn xoay người rời đi. Bởi vì khách trong tiệm khá ít nên món ăn được làm rất nhanh. Những món ăn đó vẫn là mùi vị xưa, một chút cũng không thay đổi, nhưng Tống Tương Tư lại khó có thể nuốt trôi xuống được. Cuối cùng dường như tất cả đều không có động qua, liền tính tiền rời khỏi. Lúc này đã là 10 giờ đêm, nhưng Tống Tương Tư không đón xe về mà đi dạo lung tung trên đường phố. Quán ăn chuyên nấm cách khu vực thương mại rất gần. Đợi đến khi Tống Tương Tư đã thấm mệt mới phát hiện đường phố đối diện chính là tòa nhà của tập đoàn Hứa Thị. Cô ngẩng đầu nhìn rất lâu mới đếm được chỗ phòng làm việc của Hứa Gia Mộc. Đèn vẫn sáng, nhưng bởi vì quá cao, cô thật không thể nhìn thấy rốt cuộc bên trong là hình ảnh như thế nào. Chương 951, kết cục. Tống Tương Tư đứng yên tại chỗ, không đợi qua biết bao nhiêu lâu, cuối cùng phòng làm việc của Hứa Gia Mộc cũng tắt đèn. Sau đó khoảng 5 phút, cô nhìn thấy hình dáng Hứa Gia Mộc từ tòa nhà của Hứa Thị đi ra. Bảo vệ đưa chìa khóa xe cho anh, thuận thế giúp anh mở cửa xe. Anh khom người ngồi xuống, xe rất nhanh đã khởi động mà rời khỏi. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe của Hứa Gia Mộc, Tống Tương Tư vẫn còn ngây ngốc đứng đó không nhúc nhích. Cho đến lúc di động trong túi xách reo vang, cô mới giật mình tỉnh lại. Người gọi tới là Giang Ly Thành, hỏi cô tại sao vẫn chưa về. Lúc Tống Tương Tư cúp điện thoại, thuận thế liếc mắt xem giờ, đã là 0 giờ 15 phút buổi sáng. Thế nhưng cô đã đứng ngây ngốc ở đây 2 tiếng, mà trong 2 tiếng này, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh trong mười mấy giây. Còn khoảng 13 tiếng nữa, cô phải trở về Mỹ. Trước đó, cuối cùng cô cũng thấy được mặt của anh, mặc dù nhìn thấy từ rất xa, nhưng cũng xem như một chuyện rất đáng vui mừng, không phải là như thế sao? Lúc Tống Tương Tư về khu nhà Tô Uyển đã sắp 1 giờ sáng. Giang Ly Thành ngồi trên ghế salon đang lim dim mắt. Anh nghe tiếng mở cửa, lập tức tỉnh lại, nhìn Tống Tương Tư một thân mệt mỏi, mày khẽ cau. Sao về nhà trễ thế này? Không có gì. Vẻ mặt Tống Tương Tư khá bình tĩnh, lắc đầu đi về phía phòng ngủ, đẩy cửa, liếc mắt nhìn Tiểu Hồng Đậu đang say ngủ trên giường, lặng lẽ đóng cửa lại. Hôm nay thật xin lỗi, đã làm phiền anh ở đây cùng Tiểu Hồng Đậu như thế. Không có chi. Giang Ly Thành ôm áo khoác, đứng lên, dáng vẻ chuẩn bị rời khỏi đây. Lúc anh đi đến trước cửa nơi thay giày, bỗng hỏi một câu: hành lý của em đã thu dọn xong chưa? Dạ xong rồi. Vẻ mặt của Tống Tương Tư bình thản gật đầu một cái. Vậy ngày mai 11 giờ anh sẽ đến đón em và Tiểu Hồng Đậu.
tiễn Giang Ly Thành xong, cả người Tống Tương Tư mệt mỏi ngồi trên ghế salon. Cô nhìn ánh đèn leo lét ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy tâm tư của mình quá nặng nề, làm mình không thể hít thở dễ dàng. Cả đêm cô đều không sao ngủ được. Chưa đến 7 giờ sáng, Tiểu Hồng Đậu đã tỉnh lại. Cô và Tiểu Hồng Đậu đi ăn bữa sáng, cùng cô bé chơi một lát, rồi cũng bắt đầu sắp xếp hành lý. Trở về nước cũng chỉ hơn một tháng thôi, thế nhưng đồ đạc không biết từ lúc nào đã mua nhiều đến như vậy, chứa đầy 3 vali hành lý mới sắp xếp ổn thỏa. 11 giờ, Giang Ly Thành rất đúng giờ, gõ cửa. Trước tiên anh lấy vali hành lý xuống, sau đó mới lên ôm Tiểu Hồng Đậu. Đường đi đến sân bay rất rộng rãi, thông thoáng. 11:40 đã tới sân bay, sau đó làm thủ tục đăng ký và gửi vận chuyển hành lý. Lúc trước khi đi qua cửa kiểm soát an ninh, Tống Tương Tư nắm chặt vé máy bay, lùi ra sau, liếc mắt nhìn, giống như đang vùng vẫy với lấy một cái gì đó. Tương Tư, Tương Tư. Giang Ly Thành đã qua cửa kiểm soát, thấy Tống Tương Tư đứng một chỗ không di chuyển, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Nghĩ cái gì thế? Tống Tương Tư bừng tỉnh, nhìn Giang Ly Thành lắc lắc đầu, đưa lên hộ chiếu, thẻ căn cước và vé máy bay. Kể từ ngày hôm qua Tiểu Niên Cao về nhà, gương mặt chính là buồn buồn không vui. Cơm tối cũng không ăn mấy, sớm đã nhanh đi tới phòng đồ chơi, mặc cho Kiều An Hảo và má Trần dụ dỗ như thế nào cũng không nói tiếng nào mà ở đó lầm lũi xếp gỗ. Ngày hôm sau, Tiểu Niên Cao cũng không giống bình thường, tỉnh dậy từ rất sớm, đi đập cửa phòng ngủ của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, gọi bọn họ rời giường, đưa mình đến nhà trẻ. Sáng sớm, Hứa Gia Mộc đưa Tiểu Niên Cao đến nhà trẻ. Trên đường đi, Tiểu Niên Cao vẫn là dáng vẻ lầm lì không vui kia. Đổi lại mấy ngày trước, Hứa Gia Mộc nhất định sẽ trêu chọc đùa giỡn với cậu bé. Nhưng hôm nay là ngày Tống Tương Tư về Mỹ. Đừng nói là đùa giỡn với Tiểu Niên Cao, ngay cả chính anh lúc đi trên đường, thỉnh thoảng cũng có chút hoảng hốt. Đến cửa nhà trẻ, Tiểu Niên Cao cầm cặp sách, nói một câu, chú, tạm biệt, liền tự nhiên đẩy cửa ra ngoài. Hứa Gia Mộc ôm Tiểu Niên Cao xuống xe, thấy trên chỗ ngồi lúc trước có một hộp trái cây, bên trong có một quả táo màu đỏ rất lớn. Hứa Gia Mộc cất tiếng nhắc nhở, quả táo của con này, đừng quên. Tiểu Niên Cao nhìn Hứa Gia Mộc, nói giọng điệu buồn ủ rũ, chú à, quả táo này là con cố ý để quên trên xe. Sao vậy? Trong nháy mắt, bả vai của Tiểu Niên Cao trùng xuống, dùng vẻ mặt bực bội khổ sở nói, bởi vì quả táo này con mang cho Tiểu Hồng Đậu, nhưng kể từ ngày hôm nay em ấy và ba mẹ em ấy phải về Mỹ rồi. Khi Hứa Gia Mộc nghe Tiểu Niên Cao nói ra câu nói cuối cùng, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng nhợt, tay đang nắm chìa khóa sức lực cũng tăng lên. Tiểu Niên Cao không nhìn thấy sự khác thường của Hứa Gia Mộc, vẻ mặt ưu buồn lắc lắc đầu, cũng thở dài một hơi, cầm cặp sách đi vào trong nhà trẻ. Hứa Gia Mộc ngồi thử người trong xe khoảng nửa giờ mới nổ máy xe đi đến công ty. Cho đến buổi trưa, thoạt nhìn Hứa Gia Mộc cũng chẳng khác biệt gì so với bình thường, đi họp, xử lý tài liệu. Đợi đến lúc hết bận bịu, bất chợt thư ký nói, Tổng giám đốc Hứa, bây giờ cũng là 12 rưỡi rồi, xin hỏi bữa trưa anh muốn ăn gì? 12 giờ rưỡi rồi sao? Hứa Gia Mộc lẩm bẩm nói nhỏ. Sau đó người cũng im lặng không lên tiếng nữa. Thư ký đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh lên tiếng, nên đặt bữa trưa đã đặt tốt ở trên bàn làm việc của anh, âm thầm rời khỏi phòng không một tiếng động. Hứa Gia Mộc giống như người bị điểm huyệt đạo, ngồi một chỗ rất lâu không nhúc nhích. Qua một lát sau mới liếc nhìn số giờ hiện ở góc phải màn hình vi tính, đã 1 giờ, chuyến bay của Tống Tương Tư đã cất cánh. Hứa Gia Mộc quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đáy mắt nhuộm đầy nỗi cô đơn. Rất lâu sau anh mới từ từ nhắm mắt nằm lên bàn. Chớp mắt đã về Mỹ nửa tháng. Tất cả Tống Tương Tư đều tốt. Mấy ngày này cùng với những tháng ngày chưa trở về Trung Quốc trước kia cũng không có gì khác biệt. Có lúc cô có một cảm giác giống như mấy tháng cô về Trung Quốc chỉ là một giấc mơ dài mà thôi. Chủ nhật,
con trai Kiều Ân của Giang Ly Thành không đến lớp. Giang Ly Thành đến đón Tiểu Hồng Đậu cùng Kiều Ân đi chơi. Tống Tương Tư vốn muốn đi cùng, nhưng không may sáng sớm Kinh Nguyệt bỗng nhiên đến. Có thể là vì chuyến đi từ Trung Quốc khá bôn ba, hơi đau bụng kinh, nên Tống Tương Tư một mình ở nhà. Đợi đến khi Tiểu Hồng Đậu theo Giang Ly Thành và Kiều Ân rời khỏi, cô trở lại phòng ngủ, ngủ li bì một lúc. Lúc tỉnh lại lần nữa cũng đã đến trưa. Tống Tương Tư làm một chút thức ăn đơn giản lấp đầy cái bụng của mình, sau đó bắt đầu dọn dẹp mấy món đồ chơi mà Tiểu Hồng Đậu vứt ném bừa bãi trong phòng khách. Lúc dọn dẹp sắp xong, từ dưới ghế salon, Tống Tương Tư moi ra được một tấm thẻ. Đó là một tấm danh thiếp mạ vàng, giấy được làm rất tốt. Đập vào mắt chính là ba chữ rất to: Hứa Gia Mộc. Anh đã nhét cái danh thiếp vào trong túi của Tiểu Hồng Đậu. Nếu em ở nước ngoài, cuộc sống mệt mỏi hay không vui, mọi lúc em đều có thể gọi điện về cho anh. Anh đi đón em về. Trong trước mắt, bên tai của Tống Tương Tư bỗng vang lên giọng nói ngày đó ở quán Hương Viên ăn hải sản trong phòng vệ sinh cô vô tình gặp được Hứa Gia Mộc. Anh đã nói với mình như vậy. Tấm danh thiếp kia, lúc cô về nhà cũng không biết vì gì mà vứt nó ra sau đầu. Chắc là Tiểu Hồng Đậu móc từ trong túi của mình ra, cầm chơi rồi ném lung tung xuống đất. Cạnh góc danh thiếp cũng bị Tiểu Hồng Đậu xé ra một đoạn nhỏ. Cảm xúc không giải thích nổi cứ đè nén trong lòng của Tống Tương Tư. Cô ngồi trên sàn nhà, dựa vào ghế salon nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp, ngây ngốc một lúc lâu mới cầm danh thiếp ném vào một bên trên khay trà. Cô tiếp tục dọn dẹp những món đồ chơi. Sau đó Tống Tương Tư giống như cố ý tìm một việc nào đó cho mình, quỳ lên sàn nhà cầm khăn lau, lau những vết bẩn trên đó. Cô lau rất cố sức, chỉ là mới lau được 1/3 phòng khách, cô cũng đã sức cùng lực kiệt. Không biết có phải là do cô không vắt khô khăn lau hay không, sàn nhà quá ẩm ướt. Cô đứng lên, lúc cô chuẩn bị đến phòng toilet giặt khăn lau, trượt chân, cả người không báo trước cứ như vậy ngã nhào trên sàn nhà, đầu vừa vặn bị va vào góc bàn khay trà. Tống Tương Tư bị đau, nước mắt lập tức liền chảy ra. Cô nằm trên sàn nhà một lúc lâu mới dần tỉnh táo, miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn thấy trên đầu gối và cánh tay của mình bị chảy mấy chỗ, có vài giọt máu đang chảy ra ngoài, chỗ bị va trúng cũng có chút đau rát. Cô từ nhỏ đến lớn đã không biết ăn bao nhiêu đau khổ, chút đau này thật sự chưa tính là gì, nhưng cô cũng không biết mình làm sao nữa, chính là có chút uất ức không giải thích nổi, không nhịn được che miệng khe khẽ nhẹ nhàng khóc thút thít. Cô càng khóc lòng càng đau thêm, sau đó liền nhớ đến một mình chịu những khổ cực trong 10 tháng mang thai. Cô còn nhớ đến cái đêm cô sinh Tiểu Hồng Đậu bị đau bụng sinh 12 tiếng, lúc ấy cô đã không còn bao nhiêu hơi sức, cảm thấy mình thật không còn chịu đựng được nữa mà muốn chết. Nhưng cô nghĩ tới, nếu như cô chết đi rồi, Tiểu Hồng Đậu chỉ có một mình, nó như vậy làm sao mà chống đỡ được. Vào khoảng thời gian lúc cô ở cữ, bên người cô không ai đi theo, cũng chẳng có ai chăm sóc, lại muốn chăm sóc cho Tiểu Hồng Đậu. Lúc ấy cô không hề có chút kinh nghiệm gì khi mang thai, hầu như suốt cả một tháng cũng chưa từng có một giấc ngủ nào yên ổn. Người ta mang thai sẽ mập lên rất nhiều, mà cô lại gầy đi gần 10 kg. Sau này Tiểu Hồng Đậu cũng dần dần lớn lên, cô bé cực kỳ ngoan, lại rất hiểu chuyện. Nhưng dù là như vậy, một người phụ nữ mang theo một đứa trẻ trải qua cũng thật là vất vả. Cô không có chỗ dựa, chuyện gì cũng đều phải tự dựa vào bản thân. Cho dù bây giờ không cẩn thận té ngã, bị thương, cũng chỉ có một mình mà cố gắng. Ngay cả cô cũng cảm thấy có lúc không gánh vác nổi. Vành mắt Tống Tương Tư ửng đỏ, miễn cưỡng vịn khay trà đứng dậy, ngồi lên ghế salon. Ánh mắt của cô rơi vào tấm danh thiếp đó, chăm chú nhìn một lúc lâu, cuối cùng không kìm được lòng mà cầm nó lên. Số điện thoại của anh không hề thay đổi, một chữ số, cho dù đã qua rất nhiều năm, cô vẫn có thể thuộc lòng. Cô nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Hứa Gia Mộc, nhớ đến trước khi cha qua đời cũng đối với mình mà trợ giúp chăm sóc,
Nhớ đến những lời nói của Tống Tương Tư đã nói lúc ấy, kế tiếp trong lòng cô lại bắt đầu dằn vặt. Ngay lúc đó cô cắt đứt không lưu tình, không muốn để anh dây dưa cùng cô. Nếu bây giờ cô muốn bắt đầu một lần nữa, trong nháy mắt trước hết chính là cô. Thật ra lúc cô ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều lần dao động, có thể do lớn tuổi, hết lần này tới lần khác chỉ một chút đã kích động. Giống như là bây giờ cô rất muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng mà cô chính là... Tống Tương Tư vừa nghĩ đến đây, đột nhiên nghe được điện thoại reo lên. Chính cô cũng không kịp hồi phục tinh thần, bên tai liền có một giọng nói quen thuộc. Này! Tống Tương Tư đảo mắt, vừa mới nghĩ tới, phát hiện không biết mình bấm số điện thoại của Hứa Gia Mộc từ lúc nào. Xin hỏi, là ai vậy? Trong điện thoại truyền tới tiếng nói của Hứa Gia Mộc. Tống Tương Tư theo bản năng muốn cúp điện thoại, sau đó liền nghe thấy Hứa Gia Mộc mở miệng. Lần này giọng nói của anh nghe có chút trầm thấp. Tương Tư! Nhịp tim của cô bỗng dưng đập mạnh, cô cầm điện thoại di động có chút không biết làm sao. Tương Tư, là em sao? Hứa Gia Mộc mở miệng một lần nữa. Tống Tương Tư nghe qua điện thoại tiếng anh rời khỏi giường, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ bên vách tường. 3 giờ chiều, ở Trung Quốc lúc này đang là đêm khuya. Cô gọi lúc anh ngủ đã đánh thức anh sao? Hứa Gia Mộc rất kiên nhẫn, không bởi vì cô gọi điện thoại tới không chịu nói gì mà khó chịu. Trong điện thoại dường như anh đốt một điếu thuốc, có tiếng nhà khói truyền đến. Ngay sau đó anh lại mở miệng, giọng nói dịu dàng dễ nghe. Sao lại gọi điện thoại tới mà không nói lời nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Em đang nghe sao, Tương Tư? Tống Tương Tư rất vất vả mới ngăn được nước mắt rơi xuống. Cô cố gắng khống chế tình cảm của mình, nhưng vẫn không cẩn thận nức nở một cái. Cô sợ bị Hứa Gia Mộc phát hiện sự khác thường của mình, không hề nghĩ ngợi liền tắt điện thoại. Qua một phút, chuông điện thoại vang lên, Hứa Gia Mộc gọi lại, cô không nghe. Cứ như vậy, co lại trên ghế salon, nhìn chăm chăm màn hình điện thoại di động lúc sáng lúc tối. Bên trong nhà trở nên vô cùng yên tĩnh, cô có chút luống cuống vùi đầu vào gối. Buổi tối khoảng 9 giờ, Tống Tương Tư sát thương chỗ sưng, sau đó cô gọi điện thoại cho Giang Ly Thành để hôm nay anh chở Tiểu Đầu Đỏ trở về. Buổi tối vùi trên giường xem phim một mình, nhanh chóng đến 1 giờ sáng cô mới mơ màng ngủ. Ngày hôm sau, Tống Tương Tư bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Cô thức dậy đụng phải chỗ bị thương hôm qua, đau đớn khiến trong nháy mắt cô tỉnh táo hơn. Cho là Tiểu Đậu Đỏ cách cô hơi lâu nên khóc quấy, được Giang Ly Thành đưa về, vì vậy liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, nhanh chóng mở cửa, trong miệng vừa mới gọi một câu Tiểu Hồng Đậu, sau đó thì thấy Hứa Gia Mộc mệt mỏi đứng ở trước mặt. Đáy mắt của Tống Tương Tư thoáng hiện một tia bất ngờ, hơi há miệng nhìn chằm chằm người đứng ngoài cửa. Qua một lúc lâu, cô miễn cưỡng hỏi, tại sao anh lại đến đây? Hứa Gia Mộc không trả lời câu hỏi của cô mà tầm mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới. Em đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Gia Mộc vừa mới hỏi xong cũng không chờ Tống Tương Tư trả lời, đôi mắt đã liếc tới vết thương trên cánh tay cô. Bỗng nhiên anh nắm lấy cánh tay cô, nhìn thấy một mảng da thịt bị chảy xước của cô mà hoảng sợ. Ấn đường của anh nhăn lại, sau đó lại nhìn xuống dưới, liền thấy vết thương trên đùi dường như càng nhíu chặt hơn. Làm sao mà lại ngã ra lông nỗi như vậy mà cũng không xử lý tốt vết thương? Tống Tương Tư rũ đầu không lên tiếng, rút cánh tay của mình từ trong tay Hứa Gia Mộc ra. Chồng em đâu? Chẳng nhẽ anh ta không chăm sóc em sao? Trong lời nói của Hứa Gia Mộc ẩn giấu một tia lửa giận. Tống Tương Tư vẫn không nói chuyện. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm cô một lát, đột nhiên chặn ngang người bế cô lên, chạy vào thang máy. Hứa Gia Mộc mang Tống Tương Tư đến bệnh viện ở gần đấy. Tống Tương Tư vẫn chưa trở lại bình thường, từ ngạc nhiên tại sao Hứa Gia Mộc lại đột nhiên xuất hiện ở Seattle, thì bác sĩ cũng đã kiểm tra xong cho cô. Anh theo lời dặn của bác sĩ đi trả tiền thuốc rồi nhận lại một vài thuốc thoa ngoài ra, sau đó tiếp tục ôm Tống Tương Tư quay lại chỗ ở của cô. Mở cửa,
Hứa Gia Mộc cũng không chờ Tống Tương Tư đồng ý, trực tiếp ôm cô bước vào nhà, đặt cô ngồi trên sofa ở phòng khách. Cũng không chờ cô có phản ứng, lại đặt gói to gói nhỏ, chai chai lọ lọ lung tung trên mặt đất. Nhìn lướt qua hướng dẫn sử dụng, rồi cầm bông băng bắt đầu xử lý miệng vết thương của cô. Từ đầu đến cuối, hai người cũng không nói bất kỳ chuyện gì với nhau. Tống Tương Tư nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc, một cái nháy mắt cũng không có. Cho đến khi Hứa Gia Mộc thấy miệng vết thương của cô đã được xử lý tốt, anh mới ngẩng đầu nhìn cô một cái. Những thứ thuốc mỡ này mỗi ngày bôi 2 lần để tránh lưu lại sẹo. Nói xong, anh lại cúi đầu chỉ vào những lọ thuốc trên đất. Cái này bôi trước để khử trùng, cái này bôi sau, cuối cùng thì là cái này, nhớ chưa? Hứa Gia Mộc nhìn lại Tống Tương Tư một cái, thấy cô trước sau vẫn duy trì một vẻ mặt ấn đường nhăn nhăn, sau đó lại từ trên khay trà lấy bút của cô. Trên mỗi hộp thuốc đều là một dấu hiệu phân biệt, miệng còn nhàn nhạt nói: "Thứ tự anh đều ghi chú rõ ràng cho em rồi." Hứa Gia Mộc để bút xuống, liếc mắt nhìn đồng hồ trên vách tường, đã 8 giờ, lại hỏi một câu: "Em ăn điểm tâm chưa?" Lần này, cuối cùng Tống Tương Tư cũng có phản ứng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái với Hứa Gia Mộc. Anh không nói chuyện nữa, đứng lên đi vào bếp. Tống Tương Tư ngồi an tĩnh trên sofa phòng khách, nghe được trong bếp truyền tới âm thanh đồ vật va chạm. Tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút mơ hồ. Mặc dù cô không biết nấu ăn, nhưng vì có Tiểu Hồng Đậu cho nên đồ đạc đều chuẩn bị đầy đủ hết. Tài nấu ăn của Hứa Gia Mộc chắc chắn rất tốt, chỉ dùng 40 phút đã làm cho Tống Tương Tư một bàn thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Anh đứng trước bàn ăn, múc thêm cho cô một chén cháo yến mạch, thuận tiện liếc nhìn Tống Tương Tư vẫn ngồi trên sofa, cất tiếng hỏi: "Có thể đi lại đây được không?" Tống Tương Tư vội vàng gật đầu, nhanh chóng đứng lên đi tới trước bàn ăn. Cô tùy tiện kéo ra một chiếc ghế dựa mà ngồi xuống. Hứa Gia Mộc liền đặt chén cháo yến mạch đã nấu chín trước mặt cô. Mùi thơm lan tỏa xung quanh, kích thích vị giác của cô. Tống Tương Tư thoáng hoảng hốt, mới nâng mí mắt nhìn về phía Hứa Gia Mộc vẫn đứng ở một bên. "Anh có muốn ăn chung không?" Hứa Gia Mộc đã muộn khoảng 3 giây đồng hồ, giọng nói lạnh lùng, mở miệng nói: "Không được." Rõ ràng cô gần trong gang tấc, nhưng cố tình anh lại không cách nào có được cô. Cái loại cảm giác này đối với anh mà nói chính là hành hạ tàn khốc nhất. Thời gian gần đây, giấc ngủ của anh luôn không sâu. Tối hôm qua thật vất vả mới chìm vào giấc ngủ, lại bị gọi điện thoại tới đánh thức. Thật ra thì đáy lòng anh có chút không vui, cho nên lúc nghe điện thoại, ban đầu giọng nói có chút lạnh nhạt, nhưng ở giờ đầu bên kia lại chậm chạp không có âm thanh truyền đến. Anh không biết như thế nào, một khắc kia lại cảm thấy điện thoại là do cô gọi tới. Anh hỏi cô vài lần không đáp, cuối cùng lại thính tai nghe được một tiếng nức nở. Mặc dù rất ngắn ngủi yếu ớt, nhưng anh vẫn nhận ra rõ ràng chính là tiếng động của cô. Cô đang khóc, cô một mình khóc ở nơi đất khách quê người. Anh nghĩ cũng không nghĩ, liền bắt đầu gọi điện thoại lại cho cô, nhưng một lần cũng không nhận. Bên tai của anh vẫn lặp đi lặp lại âm thanh nức nở kia của cô, làm cho anh không cách nào đi vào giấc ngủ được. Anh ở phòng ngủ đi 2 vòng, liền thay quần áo bay thẳng đến Mỹ. Anh không biết cô ở đâu, anh biết dù mình gọi điện thoại cũng chưa chắc cô sẽ nhận. Cầm hình của cô hỏi từng nhà ở Seattle. Cũng may vận khí của anh rất tốt, thật sự gặp được người quen biết cô, nói cho cô nơi ở. Cô bị thương, anh rất đau lòng, chỉ là may mắn không nghiêm trọng lắm. Bây giờ cô gần như trở lại bình thường nên anh cũng rời đi. Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng nháy mắt 2 cái, mở miệng lần nữa: "Anh có việc phải đi rồi." Dừng một chút, Hứa Gia Mộc lại nói một câu: "Hẹn gặp lại." Sau đó anh đi tới cửa. Lúc đi ngang qua phòng khách, anh nhìn thấy những lọ thuốc trên đất, lại lên tiếng nhắc nhở: "Nhớ bôi thuốc, nếu như em không làm được, có thể nhờ ông xã của em giúp một tay." Đáy lòng của Tống Tương Tư chợt đau xót, cô dùng sức nắm chặt cái muỗng. Sau đó ngay lúc Hứa Gia Mộc vươn tay vặn mở khóa cửa, cuối cùng không kiềm chế được lên tiếng gọi: "Gia Mộc." "Hả?" Hứa Gia Mộc dừng động tác, đưa lưng về phía Tống Tương Tư, ừ một tiếng.
Ngày hôm qua lúc em gọi điện cho anh, anh có phải là đang ở Bắc Kinh không? Hứa Gia Mộc vẫn không xoay người, trầm mặc một hồi lại ừ, nhưng lần này là giọng khẳng định. Lúc ấy anh đang ngủ, bị em đánh thức. Lần này Hứa Gia Mộc trực tiếp không lên tiếng. Anh không gọi được điện thoại cho em nên mới tới Mỹ sao? Chỉ là mua thuốc cho em, làm một bữa cơm rồi lại chuẩn bị về nước. Tống Tương Tư lại hỏi, tại sao anh phải làm như vậy? Bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, một loại không khí quỷ dị bao trùm cả căn phòng. Hứa Gia Mộc đưa lưng về phía Tống Tương Tư thật lâu mới chậm rãi quay đầu, nhìn ánh mắt của cô rất ôn hòa. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt cô, nhìn thật lâu, sau đó khóe môi hơi nhếch lên, cho cô một nụ cười ấm áp. Anh nói rồi, chỉ cần em gọi điện thoại cho anh là anh sẽ tới. Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn em được hạnh phúc. Đây có lẽ là chuyện duy nhất anh có thể làm vì cô lúc này. Anh vĩnh viễn đều không cách nào quên được những lời cha cô nói trước khi qua đời. 8 năm anh và cô ở bên nhau, anh thiếu nợ cô quá nhiều tình cảm. Bây giờ anh không nghĩ được có cô, chỉ muốn cô được hạnh phúc mà thôi. Hứa Gia Mộc tiếp tục cười cười với Tống Tương Tư, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Ăn điểm tâm đi, nguội rồi thì ăn không tốt đâu, anh đi trước. Hứa Gia Mộc đơn giản nói một câu gặp lại, liền mở cửa, cực kỳ bình thản bước ra ngoài, sau đó động tác rất nhẹ khép cửa cho Tống Tương Tư. Bên trong nhà lập tức chỉ còn lại một mình Tống Tương Tư. Cô ngồi ở trước bàn ăn, nhìn chăm chăm một bàn thức ăn, sau đó cầm cái muỗng uống lấy một hớp cháo. Ngọt ngào, ấm áp, lúc cháo trắng trượt xuống cổ họng, nước mắt của cô cũng không kiềm được nữa, lập tức rơi xuống. Trong đầu cô giống như một bộ phim quay chậm, xoẹt qua từng cảnh, từng cảnh. Anh gây khó dễ cùng cô làm giao dịch, nhưng cuối cùng ở trong khách sạn, anh cái gì cũng không làm, cứ bỏ đi như vậy. Anh cùng cô ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, chờ đợi ba cô làm phẫu thuật. Anh ngồi xổm trước mặt cô, giúp cô nắn lại cổ chân bị trẹo. Anh đồng ý giúp cô đóng giả làm bạn trai. Anh lừa cha cô trở nên vui vẻ như vậy. Anh không ngại mệt mỏi, không chê bẩn, giúp cha cô tắm rửa thay quần áo dính nước tiểu. Anh luôn luôn ăn sung mặc sướng, lại ở nhà dưới quê của cô, nhiều ngày liền phải ngủ trên sofa. Anh chịu cực khổ mỗi ngày đều làm cơm như vậy, còn nhổ tất cả cỏ dại ở trên mộ phần của mẹ cô. Tất cả mọi chuyện khi cha cô qua đời đều là anh an bài. Anh biết cô khổ sở, rất dung túng cho cô. Đêm khuya một mình cô chạy ra ngoài khóc, khóc đến hôn mê bất tỉnh, là anh tìm được cô, mang cô về nhà. Cô sợ sét đánh, anh chăm sóc cô suốt đêm. Anh cho cô rất nhiều số điện thoại, nói chuyện thì tìm anh. Cô cấp lại cho anh chính là mộ bia của một đứa con. Làm thế nào đây? Càng nhớ, cô lại càng thấy được mình một lần lại một lần muốn thỏa hiệp. Khi cô rời xa anh ngày đó, đã dựng lên cho mình một bức tường kiên định, nhưng bây giờ nó cũng bắt đầu lung lay sụp đổ. Tống Tương Tư vừa khóc vừa hút cháo uống uống. Cô đột nhiên buông thìa trong tay xuống, đứng bật dậy, đá văng cái ghế sau lưng, chẳng quan tâm phải mang giày, cứ như vậy mở cửa đuổi theo. Cô muốn về nước, cô muốn tiểu hồng đậu mang họ của anh, cô muốn có một gia đình, cô muốn tìm một nơi để dựa vào. Cô không muốn ở nước Mỹ, cô không muốn một mình cô đơn như vậy nữa. Khi Tống Tương Tư chạy ra đường lớn, vừa vặn thấy Hứa Gia Mộc đang bắt một chiếc taxi rời đi. Cô nghĩ cũng không nghĩ đã chạy đuổi theo xe taxi. Đây là một con đường hạn chế tốc độ, trên xe taxi lái rất chậm chạp, tuy nhiên khoảng cách của nó và cô càng chạy càng xa. Hứa Gia Mộc vừa ngồi lên xe liền nhắm hai mắt lại. Vẫn rất nhớ cô, nhưng thấy cô thì mới biết được là nhớ cô đến bao nhiêu. Lần này là cô gọi điện thoại, anh mới có thể gặp cô một lần. Không biết lần sau gặp lại thì phải chờ đến khi nào. Có lẽ lần từ biệt này, có thể là cả đời cũng sẽ không gặp lại nữa. Cả đời, Hứa Gia Mộc đã nghĩ tới ba chữ này, không nhịn được đầu cúi xuống lần nữa, nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Đã từng tay của anh nắm tay cô, nhưng cuối cùng nắm lại bị anh nắm tuột mất.
Đáy mắt Hứa Gia Mộc nổi lên một tia bi thương, không nhịn được quay đầu nhìn ra phía ngoài xe. Sau đó tầm mắt của anh như dừng lại trên kính chiếu hậu. Anh nhìn chằm chằm kính chiếu hậu thật lâu, giống như xác nhận thứ gì đó. Trong lúc bất chợt liền mở miệng nói với tài xế taxi: "Dừng xe." Dưới tình thế cấp bách, anh buộc miệng nói lên tiếng Trung. Tài xế taxi không hiểu, kinh ngạc dùng tiếng Anh hỏi lại anh: "Cái gì?" Hứa Gia Mộc vội vàng đổi lại nói tiếng Anh một lần nữa. Sau đó tài xế taxi lập tức đạp thắng xe, xe vẫn không ngừng. Hứa Gia Mộc vội vã thanh toán tiền, nhanh chóng đẩy cửa xe, vội vàng xuống xe. Anh nhanh chóng chạy ngược lại với hướng xe taxi. Tống Tương Tư vội vàng mở cửa, chỉ mang đôi dép, nửa đường còn rớt mất một chiếc. Con đường cứng rắn, ma sát làm đau lòng bàn chân của cô, khiến cho cô không cẩn thận liền bị vấp ngã ngay trên mặt đất. Ngay khi cô cho rằng mình nhất định sẽ ngã rất thảm, cánh tay lại bị người nào đó bỗng nhiên bắt lại, cả người liền rơi vào ngực người đó. "Em điên rồi sao? Chân còn đang bị thương, ở trên đường chạy cái gì mà chạy?" Tống Tương Tư bị Hứa Gia Mộc giống lên, thân thể bất giác co rúm lại. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ánh mắt tràn ngập lo lắng và nửa lửa giận nơi đáy mắt anh. Nhìn một giây đồng hồ, bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu: "Gia Mộc, anh yêu em không?" Tống Tương Tư hỏi trực tiếp như vậy, làm cho đại não của anh trong nhất thời trở nên trống rỗng. "Gia Mộc, anh có yêu em không?" Tống Tương Tư tiếp tục hỏi lại câu này. Hứa Gia Mộc hồi hồn, giống như bây giờ mới kịp phản ứng lại những lời cô hỏi. Ấn đường hơi nhíu lại, sau đó mở miệng, giọng nói có chút buồn bã: "Điều này rất quan trọng sao? Em đã kết hôn rồi, không phải sao?" Giọng nói của Hứa Gia Mộc còn chưa kết thúc, Tống Tương Tư đã mở miệng một lần nữa, giọng nói kiên quyết chắc chắn: "Quan trọng." Cô nhìn ánh mắt của anh rất nghiêm túc, tán loạn một mảnh ánh sáng chói mắt, giống như là sợ anh không tin. Cô tiếp tục nhấn mạnh lần nữa: "Rất quan trọng, cho nên em biết, cuối cùng anh có yêu em không?" Làm như bị sự nghiêm túc của Tống Tương Tư lây sang, nét mặt Hứa Gia Mộc cũng trở nên thật chuyên chú. Anh chăm chú nhìn ánh mắt của cô một lúc lâu, cuối cùng mở miệng cực kỳ lưu loát nói một chữ: "Yêu." Âm thanh ồn ào náo động trên đường phố trong chớp mắt ấy giống như biến mất bên tai của Tống Tương Tư. Cô nghe thấy tiếng tim của mình đập mạnh, tốc độ dồn dập mãnh liệt, đầu ngón tay của cô bắt đầu run rẩy, hô hấp bắt đầu không ổn định. Hứa Gia Mộc nhìn chăm chú ánh mắt của Tống Tương Tư, trầm mặc một lúc lâu, tiếp tục mở miệng: "Rất yêu, yêu đến mức anh cố gắng từ bỏ em, nhưng cuối cùng vẫn là không thể quên. Khi cô còn ở bên cạnh anh chưa từng ý thức được là anh yêu cô, cho nên những lời này anh chưa từng nói với cô." Sau đó anh và cô tách xa, xa nhau 3 năm, một lần nữa gặp lại, cô đã là vợ người khác, anh lại càng không cách nào nói ra khỏi miệng. Hiện tại cô đột nhiên hỏi anh mới phát hiện, thì ra mình thậm chí có rất nhiều lời muốn nói với cô. "Sau khi em rời đi, anh vẫn cố gắng làm cho chính mình hết hy vọng. Cuối cùng, anh thật sự hết hy vọng. Nhưng là không phải đối với em, mà là hy vọng đối với chính anh. Anh thử hết mọi biện pháp, cố gắng hết sức, nhưng thủy chung vẫn không thể nào quên em được. Cho nên anh liền quên mất lòng của em." Nước mắt của Tống Tương Tư bỗng nhiên từng giọt rơi xuống. Môi cô bất giác khẽ cong cong, không có bất kỳ sự báo trước nào, đột nhiên nhón chân lên, hôn lên môi của anh. Cô cố gắng kiềm chế hết mình, nếu kết thúc cũng không cần bắt đầu. Con đường này là do cô chọn, không cần quay về đường cũ một lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là cô thua. Thua bởi vì không kiểm soát được mình, thua bởi lực ảnh hưởng của anh đối với cô. Anh là yêu cô, anh không cưới bất kỳ ai. Anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy, cô thật sự không tìm được lý do nào cùng anh cắt đứt toàn bộ quan hệ, cho nên cô mặc kệ. Cô không muốn chính mình sống lý trí như vậy nữa, cô không muốn mình cứ phải gò bó, cô muốn kích động một lần, muốn phóng túng một lần. Nghĩ đến đây, Tống Tương Tư không nhịn được dùng sức hôn Hứa Gia Mộc sâu hơn. Hương vị trên môi cô vẫn giống như trong ký ức của anh, để cho đại não của anh trong nháy mắt có chút trì trệ. Ước chừng dừng lại khoảng 3 phút,
anh mới không kiềm chế được hôn trả lại cô. Sức lực cô ôm cổ anh không nhịn được lại tăng thêm, anh hôn cô càng ngày càng sâu. Xung quanh mọi người không ngừng qua lại, bọn họ không coi ai ra gì vẫn hôn nhau. Thật lâu sau đó mới ngừng lại. Tống Tương Tư nhẹ nhàng kéo khoảng cách môi của mình từ trên môi Hứa Gia Mộc ra một chút. Cô chăm chú nhìn ánh mắt của anh. Gia Mộc, em không kết hôn. Hứa Gia Mộc ngẩn ra, sau đó đáy lòng lại nổi lên một cỗ kích động. Không kết hôn là có ý gì? Rồi đáy lòng của anh tỏa ra một cỗ vui mừng như điên. Anh còn chưa kịp xác định với Tống Tương Tư thì giọng nói của cô đã vang lên một lần nữa. Còn nữa, Tiểu Hồng Đậu không phải là 3 tuổi, nó mới có 2 tuổi rưỡi. Đại não của Hứa Gia Mộc hoàn toàn dừng lại, giống như là không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của cô. Gia Mộc, anh đã nói nếu như em ở Mỹ mệt mỏi hoặc không chịu nổi nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh đều có thể đưa em trở về. Tống Tương Tư nắm tay Hứa Gia Mộc, bởi vì khẩn trương khẽ dùng sức, cô ngừng thở, cuối cùng nói ra lời ở sâu trong đáy lòng. Cho nên bây giờ anh có thể đưa em trở về được không? Hôm đó Hứa Gia Mộc vẫn là rời nước Mỹ trở về Trung Quốc. Trước khi đi, anh đưa Tống Tương Tư về nhà. Đối mặt với những lời nói của cô, anh thật sự rất bình tĩnh, một câu cũng không đáp lại. Chính là bộ dạng vô cùng bình tĩnh đó của Hứa Gia Mộc làm cho đáy lòng của Tống Tương Tư có chút thấp thỏm khẩn trương. Cô không hiểu được cuối cùng người đàn ông này là có ý gì. Sau khi Hứa Gia Mộc về Trung Quốc cũng không liên lạc với Tống Tương Tư, cô cũng không gọi điện thoại cho anh. Mỗi ngày cô vẫn như cũ ở với Tiểu Hồng Đậu, tuy nhiên đều không kiềm chế được mà thất thần. Vào một buổi chiều sau một tuần Hứa Gia Mộc về Trung Quốc, Tống Tương Tư và Tiểu Hồng Đậu đang ngủ trưa, trong lúc bất chợt liền truyền đến tiếng chuông cửa. Tống Tương Tư sợ tiếng chuông đánh thức Tiểu Hồng Đậu, vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Đứng ở ngoài chính là người một tuần trước không nói tiếng nào đã đi mất, Hứa Gia Mộc. Đáy mắt của cô thoáng hiện vẻ kinh ngạc, cô khẽ nhếch môi một chút, còn chưa lên tiếng, anh đã nhìn chằm chằm cô, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Anh đã dỡ bỏ bia mộ kia. Anh dùng thời gian mấy ngày này sửa một phòng ở biệt thự Cẩm Tú Viên thành phòng đồ chơi của bé. Anh đã liên lạc xong nơi cử hành hôn lễ, anh cũng đã điền xong danh sách khách mời, tất cả anh đều chuẩn bị xong. Hiện tại anh chỉ còn thiếu một người vợ." Thì ra là ngày đó anh không nói lời nào trở về nước là đi làm tất cả những chuyện này sao? Đáy mắt Tống Tương Tư nổi lên một tầng ấm nóng. Hứa Gia Mộc bất an đưa tới 2 tấm vé máy bay. "Em không phải nói muốn trở về nước sao? Hiện tại anh tới đón em đây." Tống Tương Tư cúi đầu nhìn tên tuổi trên 2 tấm vé máy bay, một là Tống Tương Tư, một là Tiểu Hồng Đậu. Tống Tương Tư nhìn chằm chằm vé máy bay một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Hứa Gia Mộc, yêu kiều cười ra tiếng. Hứa Gia Mộc đứng trước mặt cô không nói gì. Anh chăm chú nhìn nụ cười như hoa nở của cô thật lâu, sau đó khóe môi nhẹ nhàng nâng lên. Chúng ta đã đi hết toàn bộ phần chính của chuyện hôn trộm 55 lần. Tất cả đều đã có vị trí của nó, đều đã có những hạnh phúc riêng của mình. Tiếp theo mình xin đọc nốt cho các bạn những phần phụ của bộ truyện này. Chuyện vui thứ nhất: ba mẹ rơi xuống nước còn cứu người nàng. Lúc Tiểu Niên cao 3 tuổi, có một lần đi dạo ở cửa hàng tổng hợp với Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, bị ký giả ngăn lại. Sau khi ký giả phỏng vấn Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo xong, liền tùy tiện trêu chọc Tiểu Niên cao đáng yêu: "Nếu như ba mẹ của con đồng thời bị rơi xuống nước, con sẽ cứu ai?" Tiểu Niên cao tuyệt không lo lắng: "Ba cứu mẹ, con chỉ cần đứng trên bờ nhìn là được rồi." Ký giả: "Thế giả sử ba và mẹ đều không biết bơi?" Tiểu Niên cao đầy khổ sở nhìn ký giả: "Nhưng con cũng không biết bơi mà." Ký giả tiếp tục bổ sung giả thiết: "Giả sử con biết bơi nhưng ba mẹ của con không biết." Tiểu Niên cao ngoẹn đầu nhìn ba một chút, lại quay sang nhìn mẹ, khẳng định với ký giả: "Bọn họ cũng không à?" Ký giả gật đầu: "Đúng, họ cũng không."
Đôi mắt đen như mực của Tiểu Niên Cao liếc ngang liếc dọc, tiếp tục tìm kiếm khẳng định. Con sẽ... Ký giả gật đầu, đúng, con sẽ làm gì? Trong nháy mắt, đáy mắt của Tiểu Niên Cao phát ra ánh sáng, hết sức cao hứng nói, nếu như vậy, con sẽ nhảy xuống, bơi qua bơi lại xung quanh Lục Ảnh Đế, sau đó nói cho ông ấy biết, cha thật ngu ngốc. Ký giả cùng Kiều An Hảo đồng thời bật cười, Lục Ảnh Đế đen mặt. Chuyện thứ hai, chú, van xin chú ly hôn đi mà. Sau khi Hứa Gia Mộc mang Tống Tương Tư và Tiểu Hồng Đậu về nước, chuyện đầu tiên là chuẩn bị cho hôn lễ. Mãi cho đến lúc này, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo mới biết người trong lòng Hứa Gia Mộc lại là người quen của bọn họ. Bị giấu giếm lâu như vậy, Kiều An Hảo đương nhiên là có chút khó chịu, không nhịn được chăm chọc Hứa Gia Mộc mấy câu. Sủng vợ không có giới hạn, Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo khó chịu cũng theo vợ cảm thấy khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, bản thân là anh trai và chị dâu của Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo rất vui vẻ vì Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư chuẩn bị hôn lễ, dĩ nhiên cũng thật lòng chúc phúc cho bọn họ. Chỉ là vui mừng nhất có thể gặp lại Tiểu Hồng Đậu chính là Tiểu Niên Cao. Đối với Tiểu Niên Cao mà nói, lúc này Hứa Gia Mộc nhất định là giống như thần tượng, dĩ nhiên cũng dẫn Tiểu Hồng Đậu tới nhà bọn họ, để cho cô bé không chỉ có thể cùng đi nhà trẻ với Tiểu Hồng Đậu, ngay cả về nhà cũng có thể ở chung. Mấy ngày cử hành hôn lễ này, Tiểu Niên Cao và Tiểu Hồng Đậu không đi nhà trẻ. Người lớn làm việc người lớn, trẻ con chơi trò trẻ con. Sau đó chuyện kết thúc, lại không muốn đi nhà trẻ thêm nữa. Ngày hôm sau, sau khi Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư kết hôn, Tiểu Niên Cao vô ý nghe được Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên nói Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật ở Paris, Provence, ở La Mã, rất nhiều nơi, nhưng không thể mang theo Tiểu Hồng Đậu, cho nên nhờ họ chăm sóc Tiểu Hồng Đậu một tháng. Tiểu Niên Cao luôn luôn thông minh, mặc dù cậu bé không biết hưởng tuần trăng mật là gì, nhưng biết được chú và thím sau khi kết hôn có thể đi chơi một tháng, vì vậy liền chạy lên lầu, đẩy ra phòng đồ chơi, nằm úp sấp trên giường. Tiểu Hồng Đậu đang ở một giữa đống đồ lớn ghép hình bản đồ, ngẩng đầu lên mong đợi nhìn Tiểu Niên Cao hỏi, sữa chua của em đâu? Lúc này Tiểu Niên Cao mới nhớ mình vừa mới xuống dưới lầu là muốn lấy sữa chua cho Tiểu Hồng Đậu, vì vậy lại vội vàng xoay người chạy xuống, trong chốc lát ôm hai hộp sữa chua đi lên, mỗi người một hộp. Tiểu Niên Cao lại mở miệng hỏi Tiểu Hồng Đậu, em có phải ngày mai cũng muốn đi nhà trẻ hay không? Không, em không muốn đi. Tiểu Hồng Đậu liền ăn sữa chua gật đầu. Tiểu Niên Cao cầm sữa chua mỏ xuống, đáy mắt sáng lên nói với Tiểu Hồng Đậu, vậy chúng ta kết hôn đi, chúng ta kết hôn là có thể đi hưởng tuần trăng mật. Tiểu Hồng Đậu ngoẹo đầu hỏi, hưởng tuần trăng mật là gì? Tiểu Niên Cao lắc đầu một cái, không biết, chỉ có thể là được đi chơi một tháng. Một tháng? Hai mắt của Tiểu Hồng Đậu sáng lên lập tức đồng ý. Sau đó hai người bạn nhỏ vừa uống sữa chua, vừa bắt đầu nằm xem hình ảnh bản đồ. Tiểu Hồng Đậu vừa mới lắp ráp xong, liền nghiên cứu đường đi. Bản đồ kia chỉ là bản đồ Trung Quốc, Tiểu Hồng Đậu không biết nhiều chữ như Tiểu Niên Cao, có một số hình ghép cũng không đánh vần được toàn bộ, cho nên liền có thể chỉ xuống chỗ mà mình đã ghép, Bắc Kinh. Đúng, chúng ta đang ở Bắc Kinh, Tiểu Niên Cao nói. Đây là Tây An. Đúng rồi, Tiểu Niên Cao lại đồng ý. Chỗ này là Đại Niên. Tiểu Niên Cao vẫn đồng ý. Tô Châu, Lệ Giang. Đợi đến khi Tiểu Hồng Đậu học ghép vần xong đâu đó, lại chỉ đến địa phương cuối cùng chưa được ghép lại nói, Tân Cương. Mặc dù Tiểu Niên Cao không hiểu tin tức thời sự, nhưng thỉnh thoảng xem TV chung với Lục Cẩn Niên sẽ nghe được một chút tin tức, lập tức lắc đầu. Không được, Tiểu Hồng Đậu, chúng ta không đi Tân Cương được, ở nơi đó rất loạn. Tiểu Hồng Đậu liếc mắt nhìn khối hình ghép Tân Cương vẫn còn đang lộn xộn, sau đó quay đầu liếc nhìn Tiểu Niên Cao, cong môi lên, cười. Không sao, Tân Cương chỉ là vừa mới bị em không cẩn thận dùng chân đá lên rối loạn thôi. Nói xong, Tiểu Hồng Đậu lại nhanh chóng ghép hình lại, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Niên Cao cười híp mắt nói, anh xem, hiện tại không còn lộn xộn nữa rồi, chúng ta có thể đi đó. Mặc kệ quá trình bàn bạc của hai đứa bé như thế nào,
Nói tóm lại là cuối cùng bọn chúng đã đạt thành thỏa thuận với nhau. Bọn chúng không tới vườn trẻ nữa mà chuẩn bị kết hôn. Ngày hôm sau, Hứa Gia Mộc đưa hai con đi nhà trẻ. Vừa mới lên xe, Tiểu Niên Cao đã mở miệng nói: "Chú, con muốn kết hôn với Tiểu Hồng Đậu." "Đúng, ba, con muốn kết hôn với Tiểu Niên Cao." Tiểu Hồng Đậu lập tức mở miệng phụ họa. Chân Hứa Gia Mộc khẽ run, đạp lên chân ga làm cho anh sợ đến ngay lập tức phanh xe lại, dừng ở ven đường. Sau khi điều hòa lại cảm xúc của mình một chút, vừa mới làm chú rể, tính tình của Hứa Gia Mộc rất tốt, mở miệng giải thích lý do không thể kết hôn cho Tiểu Niên Cao và Tiểu Hồng Đậu. "Ba và Lục Cẩn Niên là anh em ruột, về mặt pháp luật chúng ta là người một nhà, cho nên hai đứa các con không thể kết hôn. Về mặt pháp luật, Tiểu Niên Cao con là anh họ của Tiểu Hồng Đậu, còn Tiểu Hồng Đậu con là em họ của Tiểu Niên Cao, hai đứa các con là anh em nên không thể kết hôn." Hứa Gia Mộc nói có chút lòng vòng, đến cuối cùng anh cũng có chút không hiểu được, thì hai con nghe anh giải thích có hiểu rõ hay không? Anh lái xe đi một lát, sau đó mới mở miệng, chuẩn bị tiếp tục cố gắng giải thích một lần. Bỗng nhiên Tiểu Niên Cao mở miệng nói: "Chú, con cầu xin chú ly hôn đi mà." Xe lại đột ngột dừng lại. Chú ly hôn với thím đi, sau khi ly dị con có thể kết hôn với Tiểu Hồng Đậu rồi." Từ trước đến giờ tính tình Hứa Gia Mộc đối với hai con rất tốt, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Chú không thể nào ly hôn, dù cho là ly hôn thì hai đứa các con cũng không thể ở chung một chỗ, bởi vì các con có liên hệ máu mủ." Nãy giờ Tiểu Hồng Đậu vẫn trầm mặc, nháy mắt hai cái nói với Hứa Gia Mộc: "Ba, con quyết định bắt đầu từ bây giờ con giải trừ mối quan hệ máu mủ với Tiểu Niên Cao rồi." Tiểu Niên Cao thông minh lập tức nói: "Như vậy chúng con có thể kết hôn rồi chứ?" Hứa Gia Mộc hít sâu một hơi, trực tiếp ngậm miệng không nói lời nào, một cước đạp chân ga đến cửa nhà trẻ, xách hai đứa nhỏ xuống, kín đáo đưa cho cô giáo vườn trẻ, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Phần tiếp theo, ba như thế nào mà trông nổi con? Lúc Tiểu Hồng Đậu mới trở về nước, trừ Tiểu Niên Cao đều có chút sợ người lạ. Đối với Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo hay Hứa Gia Mộc, Tiểu Hồng Đậu đối với Hứa Gia Mộc mà nói, bản thân mất mà được nên càng vui mừng hơn. Hơn nữa lại là con gái, trời sinh ba đối với con gái luôn là cưng chiều không giới hạn. Vì vậy tính nhẫn nại của Hứa Gia Mộc đối với Tiểu Hồng Đậu có thể nói là rất tốt. Quả thực là cưng chiều Tiểu Hồng Đậu nên tới trận tận trời. Ngay cả luôn luôn sợ Tống Tương Tư nhất, Tiểu Hồng Đậu cũng không còn sợ nữa. Cuối cùng vẫn là có liên hệ máu mủ. Sau khi Tiểu Hồng Đậu tiếp nhận Hứa Gia Mộc, ngược lại lại thích dính Hứa Gia Mộc hơn một chút. Bởi vì mặc kệ bé ở trước mặt Hứa Gia Mộc tùy hứng như thế nào, anh cũng sẽ không tức giận mà thương yêu bé. Giống như hôm nay, Tống Tương Tư có việc tạm thời phải ra ngoài một lát. Tiểu Hồng Đậu đang chơi đùa trên bậc thang trơn bóng, muốn uống sữa bình, liền đưa ra yêu cầu với Hứa Gia Mộc ở bên cạnh. Hứa Gia Mộc xuống lầu lấy bình sữa, toàn bộ quá trình chỉ mất 5 phút. Trong 5 phút đồng hồ này, Tiểu Hồng Đậu không cẩn thận, không ngồi vững, từ trên bậc thang trượt lăn xuống. Phía dưới sàn đã lót thảm thật dày, tuyệt không làm đau bé. Tiểu Hồng Đậu đang chuẩn bị bò dậy, tiếp tục chơi, kết quả là cửa bị đẩy ra, sau đó miệng cô bé méo xẹo, bắt đầu nằm trên mặt đất khóc ăn vạ. Hứa Gia Mộc bị dọa sợ đến hồn bay phách tán, để bình sữa một bên, lập tức đi tới, ôm lấy cô bé, vô cùng dịu dàng dụ dỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hồng Đậu vẫn còn ươn ướt nước mắt, uất ức hề hề mà vỗ một cái thật mạnh lên đầu Hứa Gia Mộc, dùng giọng điệu giáo dục của Tống Tương Tư dạy mình, nói với cha: "Ba ngu ngốc, ba như thế này thì làm sao mà trông con được?" Câu chuyện tiếp theo, vợ chồng Lục Kiều ân ái. Từ nhỏ, Kiều An Hảo đã lớn lên trong gia đình giàu có, vốn được nuông chiều từ bé. Trong vòng nửa năm, Lục Cẩn Niên rời đi, cô một mình đóng tiền điện, quét dọn vệ sinh, đổi bóng đèn, những cái căn bản của cuộc sống bình thường cũng đều dần dần học được. Sau khi kết hôn, Lục Cẩn Niên hứa sẽ nuông chiều cô, gần như tất cả mọi chuyện đều không cần cô nghĩ. Vì vậy dần dần làm cho Kiều An Hảo gặp chuyện gì cũng có thói quen lệ thuộc vào Lục Cẩn Niên. Kiều An Hạ thì không có cách nào mang thai được,
nên đối với ba Kiều và mẹ Kiều mà nói, Tiểu Niên Cao chính là bảo bối. Mẹ Kiều thỉnh thoảng lại tìm lý do đưa Tiểu Niên Cao trở về Kiều gia ở. Hôm nay nhiệt độ Bắc Kinh đột nhiên giảm xuống, khi Lục Cẩn Niên về nhà liên tục nhảy mũi. Đúng dịp mẹ Kiều đến thăm Tiểu Niên Cao, mượn cơ hội này phát huy, nói sợ Lục Cẩn Niên lây vi khuẩn cho Tiểu Niên Cao, không nói hai lời liền mang cậu bé về Kiều thị để cho Kiều An Hảo chăm sóc Lục Cẩn Niên dưỡng bệnh thật tốt. Vốn là Lục Cẩn Niên cũng không có gì nghiêm trọng, không biết có phải nguyên nhân là bị mẹ Kiều nói như vậy hay không mà 9 giờ tối thật sự phát sốt. Anh không thích đi bệnh viện, hôm nay thím Trần có chuyện bận cũng không còn ở Cẩm Tú Viên, cho nên nhiệm vụ chăm sóc Lục Cẩn Niên liền rơi xuống người Kiều An Hảo. Trong nhà có thuốc dự phòng, kể từ sau khi kết hôn, hòm thuốc gần như chỉ có mỗi Lục Cẩn Niên động tới, cho nên Kiều An Hảo vừa vòng quanh phòng ngủ tìm tủ sắt, vừa hỏi người có vẻ không có chút tinh thần thần nào đang nằm trên giường: "Ông xã, hòm thuốc để ở đâu?" Giọng của Lục Cẩn Niên giống như không còn hơi sức: "Ở dưới tủ tivi." Sau khi Kiều An Hảo tìm được, không phải đi xem sách hướng dẫn dùng thuốc, ngược lại theo thói quen đi hỏi Lục Cẩn Niên: "Bị cảm thì uống thuốc nào? Thuốc viêm họng được không? Uống mấy viên?" Lục Cẩn Niên rất khó chịu, nhưng đối mặt với những vấn đề Kiều An Hảo hỏi lại không có chút nào là không chịu được. Anh một bên trả lời, vừa chống thân thể mệt mỏi dậy, giọng điệu ôn hòa nói: "Mang hòm thuốc tới đây." Kiều An Hảo ngoan ngoãn nghe lời. Lục Cẩn Niên ở trong hòm thuốc lấy cho mình hai loại thuốc. Cô không chuẩn bị nước, vội vàng chạy xuống lầu. Cửa phòng ngủ không đóng, Lục Cẩn Niên nằm ngửa người trên giường, đợi trong chốc lát lại nghe được phía dưới truyền đến tiếng vang lanh lảnh, là âm thanh ly thủy tinh rơi xuống đất. Lục Cẩn Niên không để ý, thân thể khó chịu, vội vàng lao xuống giường, chạy vội ra ngoài, thấy Kiều An Hảo đang chuẩn bị ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh trên đất. Anh vội vàng bước xuống cầu thang chạy qua, bắt tay của cô: "Để anh dọn, em lấy giúp anh cái găng tay cao su ra đây." Kiều An Hảo nhanh chóng cầm găng tay trở lại. Cô nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lục Cẩn Niên, liền muốn chính mình mang bao tay đi nhặt, lại bị Lục Cẩn Niên giành trước mang vào. Vừa mang, vừa ngồi xổm người xuống xử lý sạch sẽ đống bừa bãi trên đất, sau đó rót cho mình một ly nước, dắt tay Kiều An Hảo lên lầu. Lục Cẩn Niên uống thuốc, liền mệt mỏi nằm trên giường. Kiều An Hảo vươn vươn tay sờ trán của anh, phát hiện lại nóng hơn. Cô nghĩ đến rõ ràng chính mình nên chăm sóc anh, nhưng kết quả lại gây phiền toái cho anh hơn. Hơn nữa, cô được Lục Cẩn Niên cưng chiều, trong nhà có một số đồ vật cũng chẳng biết để ở đâu. Đáy mắt Kiều An Hảo hiện lên một tia áy náy, cúi đầu, nhỏ giọng nói với Lục Cẩn Niên: "Lục Cẩn Niên, em có phải là người vợ rất tệ không?" "Hả?" Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi nâng mí mắt lên, giống như rất nghi hoặc, tại sao đột nhiên cô lại nói những lời này. "Kết hôn 3 năm, vẫn luôn là một mình anh chăm sóc em, mà em ngay cả khi anh đang bệnh, cũng không thể chăm sóc tốt cho anh. Em tệ quá có phải không?" "Ai, nói như vậy thì thật là gay go." Lục Cẩn Niên gật đầu phụ họa. Kiều An Hảo cũng biết mình bị Lục Cẩn Niên làm hư, nhưng có mấy lời cô muốn bản thân mình phải tự kiểm điểm lại. Nhưng khi nghe Lục Cẩn Niên nói, cô vẫn là có chút khó chịu, lập tức ngẩng đầu lên, trợn mắt giận dữ nhìn Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô, cười khẽ một tiếng, giơ tay lên cọ sát gò má của cô, sau đó liền kéo cô vào trong ngực của mình ôm chặt lấy. "Chỉ là anh thích em như thế, để cho anh có cảm giác em không thể bỏ được anh, biết chưa?" Lòng Kiều An Hảo áy náy, trong nháy mắt bởi vì câu nói này của Lục Cẩn Niên mà tràn đầy cảm động. Lục Cẩn Niên cọ cọ vào tóc của Kiều An Hảo, nhắm hai mắt, ngửi mùi hương trên tóc của cô, một lát sau nói tiếp: "Anh cũng không cần em đối xử tốt với anh, chỉ cần em để cho anh đối tốt với em, thế là đủ." Kiều An Hảo không nhịn được vươn tay ra, ôm Lục Cẩn Niên thật chặt. Đều nói, tình yêu là có thời kỳ, bảo đảm chất lượng. Hai người ở chung một chỗ lâu ngày, tất nhiên là sẽ xuất hiện trở ngại, xung đột. Nhưng cô và Lục Cẩn Niên trong quá trình chung sống với nhau, sinh hoạt càng ngày càng ăn ý, càng ngày càng tốt đẹp. Mặc kệ là 3 năm trước đây hay 3 năm này, anh đối với cô vẫn thủy chung như một. Có một người chồng như vậy thì cô còn cầu gì nữa? "Lục Cẩn Niên, anh nói tại sao em yêu anh như vậy chứ?"
Thật sao? Một câu nói thật đơn giản lại chọc cho bệnh tình của Lục Cẩn Niên tốt hẳn lên. Kiều An Hảo, anh cũng rất buồn bực, làm sao mà anh yêu em như vậy? Kiều An Hảo có hẹn với Triệu Manh. Cuộc hẹn kết thúc vừa vặn là 6 giờ tối, là lúc Lục Cẩn Niên tan việc. Vì vậy lúc Lục Cẩn Niên về nhà, thuận đường đi đón Kiều An Hảo. Xe của anh vừa vặn dừng ở chỗ cửa hàng đối diện Kiều An Hảo. Cô đi bộ băng qua đường, Lục Cẩn Niên đứng ở ven đường chờ cô. Lúc Kiều An Hảo sắp đi tới bên cạnh Lục Cẩn Niên, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Cô sờ soạng điện thoại di động để nhận máy, vừa vặn bị một chiếc xe máy chạy qua tông ngã. Cũng may Lục Cẩn Niên phản ứng rất nhanh, kịp thời kéo cô vào trong ngực của anh. Tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm, giọng nói của anh có chút nổi cáu. Kiều An Hảo, em đi đường mà còn nhận điện thoại làm cái gì? Em có biết là rất nguy hiểm hay không? Nếu như đụng phải thì làm sao? Kiều An Hảo đối lý, đối mặt với lửa giận của Lục Cẩn Niên. Cô cắn cắn môi dưới, sau đó vươn tay, nắm tay của anh, bị anh hất ra. Kiều An Hảo tiếp tục nắm lấy, lần nữa lại bị hất ra. Giọng điệu cô mềm nhũn nói, chỉ có ở bên cạnh anh, em mới có thể dám đi như vậy thôi. Một câu nói rất đơn giản, lửa giận dưới đáy lòng Lục Cẩn Niên trong nháy mắt, hầu như biến mất không còn tung tích. Mặt mày của anh lại trở nên dịu dàng, cầm lấy tay cô, lên xe. Chỉ có thể ở bên cạnh anh, em mới có thể dám đi như vậy thôi, bởi vì em tin tưởng anh, có thể bảo vệ được cho em. 16 năm trước, anh yêu em cũng yêu anh, ai cũng không có can đảm mở miệng nói ra, trong lòng đó chính là bí mật ngọt ngào. 16 năm sau, em gả cho anh cưới em, mỗi ngày khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào trong nhà, mở mắt sẽ nhìn thấy em, sau đó anh còn rất tin tưởng em. Cái này đại khái là câu chuyện đẹp nhất, động lòng người nhất trên thế gian. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã cùng song hành cho đến hết bộ truyện Hôn Trộm 55 lần. Admin rất là vui vì trong thời gian qua đã được sự ủng hộ của các bạn hết sức nhiệt tình. Và vì thế nhóm Admin đã quyết định, sau khi bàn bạc với nhau, đã đưa đến quyết định thống nhất cuối cùng là sẽ tiếp tục tạo thêm kênh mới của nhóm để tiếp tục đọc những bộ truyện khác cho các bạn và mở rộng nhóm nhiều hơn. Nhóm Admin cũng đã tuyển được một giọng đọc nam mới. Tuy nhiên là do bạn mới đọc thì có thể là chất lượng cũng chưa được tốt, nhưng cũng đã rất cố gắng. Và trong kênh mới này thì sẽ ra hai bộ truyện. Bộ truyện thứ nhất và đặc biệt nhất là do Admin chính của nhóm đọc, đó là bộ truyện Cạm Bẫy Hôn Nhân, Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc. Đây là một bộ truyện được xếp vào một top 1 trong 10 bộ truyện hay nhất của năm 2015 và năm 2016. Còn bộ truyện của Admin mới kia thì xin phép được giữ trong vòng bí mật. Những tập đầu tiên của bộ truyện Cạm Bẫy Hôn Nhân này sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ ở kênh mới của nhóm. Link của kênh sẽ được công bố trên fanpage. Mong các bạn sẽ theo dõi, ủng hộ, like và subscribe và share thật nhiệt tình để cho kênh mới của nhóm thêm phát triển. Kênh Người Đứng Trong Gió này hiện tại sẽ tiếp tục được phát triển với những bộ truyện mà những admin của nhóm đang đọc, và sẽ đọc thêm nhiều bộ truyện khác. Cuối cùng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh, đồng thời follow fanpage để cập nhật các tin tức mới nhất về các bộ truyện nhóm đã, đang và sẽ đọc.